chương 3780, hoa hoa rơi xuống đất. Bên trong dưỡng nguyên hồ lô có nước sạch, lăng hàn lao mình vào trong đó một chút, mùi hôi thối nhất thời không cánh mà bay. Ngũ biến, lăng hàn thoáng tản ra khí thức của bản thân, có sánh sáng giống như đá kim cương vậy. Hắn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười, lần này đi ra thực sự chính xác, nếu như chính hắn đau khổ tu luyện, có lẽ một năm sau cũng chưa chắc có thể trùng kích cực cốt cảnh. Nhưng bây giờ, hắn có lòng tin ở trong vòng 3 tháng sẽ hoàn thành. Vì sao có thể nhanh như vậy? Bởi vì hiện tại võ đạo sơ hưng, bảo quả thiên địa xuất hiện với quy mô lớn, khiến cho mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn có khả năng quật khởi. Nếu không, muốn dựa vào chính mình bước từng bước một, vậy tiến cảnh tất nhiên sẽ tương đối thong thả. Cho nên, nhất định phải nhân lúc lúc này quật khởi, bằng không chờ tới khi mỗi một di tích cổ đều bị các thế lực chiếm giữ, sau này muốn lấy được bảo quả lại càng khó khăn hơn. lang Hàn nhìn xuống, hắn dùng hết 7 trường hồng quả, bây giờ còn có 10 bảo quả sinh mạng. Mặt khác, hắn còn có bốn quả lưu diễm hỏa liên, vẫn có thật nhiều bảo quả chưa chín. Có thể chống đỡ cho mình đạt được ngũ biến đỉnh phong hay không? Lang Hàn không biết, hắn ăn no trước, sau đó mang theo hai tiểu hài tử và con heo béo xuất môn, tiếp tục tìm kiếm bảo quả. Nhị Hoa chẳng những có thiên lý nhãn, còn có thể xuyên thấu vật cản, tìm kiếm bảo quả cũng không phải quá thuận tiện hay sao? Một vài chặng đường cũng không cần đi, nhắm thẳng vào mục tiêu là được. Đáng tiếc, vườn thuốc lớn như vậy lại có thể không có quả chín, khiến cho Lăng Hàn đặc biệt phiền muộn. Nếu như hắn có thể đánh xuống di tích cổ này, vậy cũng có thể chậm rãi chờ quả chín. Mấu chốt là, thực lực cá thể của hắn thực lực cường đại, nhưng thuộc hạ gần như không có người nào có thể sử dụng làm thế nào chiếm được một tòa di tích cổ. A, à, lại hai tiểu hài tử cộng thêm một con lợn sữa nhỏ sao? Nói ra điều này chắc hẳn sẽ bị người ta cười chết. Cho nên, cần gì quan tâm người có chín hay không, Lăng Hàn đi lấy quả xuống trước, không chính, chỉ là hiệu quả kém một chút mà thôi. Sau khi lấy hết bảo quả, Lăng Hàn liền không lãng phí thời gian, trở lại trong phòng hồ lô chuyên tâm tu luyện, vừa chờ đợi em bé còn lại cất tiếng khóc chào đời. Lại sau một ngày, một cái hồ lô màu vàng rơi xuống. Tam hoa, quả nhiên, vẫn là một nữ hài tử, xinh đẹp đến kinh người, lại cao ngạo vô cùng, rõ ràng sử dụng ánh mắt muốn Lăng Hàn lấy nàng, nhưng không kêu lên một tiếng. Lăng Hàn không khỏi bật cười, vươn tay ra bế tam hoa. Hư, xem như nể tình ngươi là phụ thân, để ngươi ôm một cái. Tam Hoa nói, bộ dạng vô cùng miễn cưỡng. Lão Tam có đặc điểm gì? Lăng Hàn hỏi, hừ, Tam Hoa hất đầu qua một bên, dường như lười trả lời, một lát sau mới nói. Thân giống như kim cương bất hoại, Lăng Hàn à một chút, nhìn về phía con heo nhỏ màu hồng. Vậy không phải là giống như ngươi sao? Hừ, ếch không nghĩ tới heo béo và Tam Hoa đồng thời hừ một tiếng, xem thường lẫn nhau. Dám hừ ta, Tam Hoa không vui, tới đây, đánh chết nó, nướng heo sữa lên ăn đại hoa hưng phấn trực tiếp xông lên đi siết chặt lấy con heo háo sắc ếch ếch con heo háo sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết sức lực của đại hoa thật lớn nhược điểm của nó ở đây này nhị hoa phát động đồng thuật vạch ra vị trí tương đối yếu ớt trên phòng ngự của con heo háo sắc được đại hoa ngưng tụ màu đen năng lượng chính là hung hăng một quyền đánh về phía con heo béo heo béo kêu thảm thiết thân thể nó tuy rằng không bị hại nhưng nó vẫn có thể cảm giác đau đớn đại hoa dẫn động năng lượng màu đen khiến cho nó chân thực cảm nhận được đau đớn. Hi hi, ha ha, đại hoa và nhị hoa cười to, tam hoa lại vô cùng rụt rè, vẻ mặt xem thường. Lăng Hàn đau đầu, hiện tại này ba tiểu hài tử này đã có loại cảm giác như tiểu tổ tông, sau đó còn thế nào? Chỉ có điều, nếu đánh là con heo háo sắc, vậy lại không cần lo lắng. Dù sao không chết được, ếch ếch, con heo háo sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, sử dụng đôi mắt nhỏ ai oán nhìn Lăng Hàn. Ngươi là tên khốn kiếp, thấy chết mà không cứu chỉ là hai ngày mà thôi, Lăng Hàn lại luyện hóa tất cả bảo quả. Nhưng hắn còn cách ngũ biến đỉnh phong có một chút, chí ít còn cần 10 ngày khổ luyện, hắn kiên trì chờ đợi, vừa lúc cũng bắt đầu nâng cao thể thuật. Dù sao thể phách không đạt được hoán huyết cảnh đỉnh phong hắn không có khả năng trùng kích cực cốt cảnh. Nhiều ngày như vậy trôi qua, không chỉ số người tiến vào di tích cổ càng lúc càng nhiều, người có thực lực tiến vào vườn thuốc cũng không ít. Rất nhiều thế lực đều sẽ bồi dưỡng trận sư của riêng mình, ở vào thời điểm này lại phát huy tác dụng đặc biệt nhưng hiện nay vẫn không có trận sư nào có thể mở ra trận pháp niêm phong gian phòng hồ lô nhưng đây là nơi duy nhất có trận pháp trong vườn thuốc mọi người ở địa phương khác không có thu hoạch liền đều tập trung ở tại đây ngay từ lúc đầu còn bạo phát xung đột nhưng sau đó bọn họ ngừng xung đột ngược lại liên thủ phá giải trận pháp trận pháp này quá khó khăn phá giải may là tập hợp trí tuệ của vài trận sư lại muốn phá giải không phải thời gian hai mươi mấy người một tháng là đừng hòng mơ tưởng. Càng là khó có thể phá giải, mọi người ngược lại càng chờ mong. Bởi vì trước đây coi trọng chỗ này tới mức phong tỏa như vậy, bên trong khẳng định cất dấu bảo dược hiếm thấy. Phụ thân, bên ngoài có thật là nhiều người, nhị hoa phát động đồng thuật, xuyên qua tường nhìn đến tình huống bên ngoài. Bao nhiêu, lang hàn hỏi, 1, 3, 7, 6, 5, 9, tiểu nha đầu bắt đầu đếm, một tay không đủ dùng, liền dùng tới hai tay, hai tay không đủ dùng, ngay cả chân cũng dơ lên. Sau đó, tay chân của đại hoa cũng bị nàng trương dụng, vẫn không đủ. Nhưng tam hoa quá mức cao ngạo, không để cho nàng trương dụng đến. Tiểu nha đầu lật ngón tay ngón tay một hồi, lại gặm một ngón tay của mình, cuối cùng sử dụng hai tay vẽ một vòng tròn, tổng kết nói. Rất nhiều rất nhiều, được, hoàn toàn không nên mong đợi gì đối với nàng. Hỏi một vài vấn đề con số đần độn này, mình cũng sẽ bị rút não. Lăng Hàn cười ha hả. Ha thế này phải lên kế hoạch trong ngày, dạy nhị hoa đếm một chút. Phụ thân, để cho ta đi diệt bọn họ, đại hoa đằng đằng sát khí, bạo lực điên cuồng lại phát tác. chương 3781, thất hoa tham ngủ. Lăng Hàn thở dài, nói, đừng nóng vội, chờ các hồ lô còn lại, không. Còn lại năm hài tử nữa, dựa vào, thế nào ngay cả ta cũng không biết đếm vậy. Chờ bốn hài tử còn lại đều xuất thế, chúng ta lại một hơi sông ra ngoài. Thực sự là gần mực thì đen, hắn lại có thể bị nhị hoa ảnh hưởng cũng không biết đếm sao. Tam hoa lộ ra vẻ mặt cao ngạo, không phải chỉ là vài người sao, có cái gì cần thiết phải quan tâm, một mình nàng xông ra cũng có thể làm được, lại hai ngày trôi qua, tứ hoa rơi xuống đất, ừ, vẫn là một nữ hài tử, vút, tứ hoa vừa chạm đất, lại một hơi các hồ lô khác rơi xuống theo. Năm hài tử theo sát đó xuất thế, phụ thân, muốn ôm một cái, phụ thân, ta cũng muốn ôm một cái. Tứ Oa và Ngũ Oa từ hai bên ôm lấy chân của Lăng Hàn, ngửa đầu nói. Ấu chỉ, Tam Oa cao ngạo lạnh lùng nói, lại nghiêng đầu qua chỗ khác ôm lấy cổ của Lăng Hàn. Lúc này nàng đang ở trong lòng Lăng Hàn, Lão Tam, nhanh xuống đi, Tứ Oa kêu lên, đúng, xuống đi, Ngũ Oa cũng theo đó thét to, Tam Oa cao ngạo, căn bản lười trả lời. Phụt, Tứ Oa mở miệng, nhất thời lại có một đạo hỏa tiến bay vọt về phía Tam Oa. Ngũ Oa học theo, cũng há miệng, phun ra một đạo thủy tiến, lăng hàn vội vàng phóng người nhảy lên một cái xem ra có khuynh hướng bạo lực cũng không chỉ là đại hoa hai hài tử này cũng không có tốt hơn chỗ nào lại có thể thật sự phát động thế tấn công tam hoa quay đầu lại nhìn về phía tứ hoa và ngũ hoa cười ha hả nàng không nói gì ý tứ khinh thường đã lộ rõ lăng hàn không khỏi thở dài đều là người một nhà người có thể đừng cao ngạo như vậy hay không không cần hỏi tứ hoa am hiểu sử dụng lửa ngũ hoa lại là am hiểu sử dụng nước trời sinh có thể lấy ra năng lượng lửa, nước cấp độ cao, lực phá hoại kinh người. Hai tiểu hài tử này giống như trẻ sinh đôi kết hợp, hành động gì cũng hoàn toàn là đồng bộ. Rõ ràng một lửa một nước, nhưng không có xuất hiện tình hình nước lửa không dung. Thật đúng là kỳ tích, lại chờ hai ngày, lục hoa xuất thế, nhưng sau khi hồ lô mở ra, lăng hàn lại không có thấy gì cả. Phụ thân, nhưng âm thanh lại truyền tới, người biết ẩn thân, lang hàn lập tức hiểu rõ, quang ảnh chấp động, phía trước hắn xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, nhưng hoàn toàn nhìn không được rõ lắm. Đúng vậy, phụ thân, Lục Hoa nói, ta còn không có cách nào vận dụng hoàn mỹ năng lượng không gian, cho nên không có thể khống chế mình hiển hóa. Lăng Hàn đưa tay ra chạm vào, quỷ dị chính là, Lục Hoa không có khả năng thần thức, ẩn thân trên phương diện thị giác, mà thật sự giống như có một không gian khác, hoàn toàn không có cách nào chạm được. Trong lòng hắn thoáng động, nói, ngươi có thể xuyên qua gian phòng này sao? Có thể, lục Hoa nói chỉ thấy bóng người này mơ hồ chấp động đi tới tường bên cạnh đột nhiên lóe lên sau đó không có nữa lại sau đó một lát bóng dáng ấy lại xuất hiện điều này thật lợi hại lang hàn không khỏi động tâm có lục Hoa, vậy sau này tiến vào di tích cổ không phải bảo vật gì cũng có thể dễ dàng đi lấy sao phụ thân nơi ta có thể xuyên qua cũng có hạn chế uy lực của trận pháp quá mạnh mẽ hoặc là bản thân nguyên liệu quá mức cường đại ta lại không có cách nào thông qua Lục Hoa lại bổ sung một câu, Lăng Hàn có chút thất vọng, nhưng Lục Hoa có thể xuyên qua trận pháp này đã là vô cùng lợi hại, đủ để ứng phó với trận pháp hiện nay xuất hiện. Hắn bắt đầu chờ mong thất hoa, sáu tiểu hài tử trước mặt, mỗi người đều nắm giữ năng lực cường đại. Thất hoa lại có năng lực đặc biệt gì, chỉ là thời điểm thất hoa xuất thế còn chậm hơn so với sự dự đoán của hắn rất nhiều. Lăng Hàn cũng đã đẩy bí lực đến ngũ biến đỉnh phong, nhưng hồ lô thứ bảy vẫn vững vàng ở trên dây leo, hoàn toàn không có ý định rơi xuống lão thất lại đang ngủ, nhị hoa nói, nàng có đồng thuật có thể nhìn thấu hồ lô. Này này này, lão thất, đừng ngủ nữa, nên xuất thế rồi. Đại hoa lại kêu lên, lấy ra tư thế lão đại. Khóe miệng lăng hàn lại co quắp một chút, bảy tiểu hai tử này thật đúng là mỗi người có đặc sắc riêng, có bạo lực điên cuồng, có đần độn về số học, có cao ngạo lạnh lùng, còn có tham ngủ. Đây thật là một gốc cây hồ lô có thể sinh ra sao? Hắn hoài nghi, dây leo hồ lô này rốt cuộc là cái giống gì? Có loại này sao, kêu nửa ngày, hồ lô cuối cùng nhẹ nhàng lắc động một cái. Hình như thất hoa tỉnh lại, nhưng chỉ là một hồi, cái hồ lô này lại một lần nữa không có động tính. Lại ngủ, nhị hoa liếc mắt thoáng nhìn, bất đắc dĩ nói, thật là một ngủ ham quỷ. Đại hoa 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 kêu to, khuynh hướng bạo lực lại muốn phát tác. Tháo nàng xuống, mặc cho nàng lúc nào đi ra cũng được. Tam hoa cao ngạo nói, ừ, các tiểu hài tử khác đều gật đầu, a à, không phải nói được không thể hái xuống sao. Lão thất đã chín, hoàn toàn là lười biếng mới không có xuất thế. Cho nên hái xuống không có ảnh hưởng. Nhị Hoa giải thích, như vậy cũng được sao. Lăng Hàn không nói gì, hái hồ lô xuống, tâm niệm thoáng động. Hắn lại kinh ngạc, bởi vì không có cách nào thu vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Trước đó hắn thử qua, các tiểu hài tử khác đều có thể đi vào. Tiến vào pháp khí không gian cần ý chí của người nhận thuật không chống cự. Lão thất tuy rằng đang ngủ say, lại nắm giữ ý thức phòng vệ mình, cho nên không có khả năng thu vào. Nhị Hoa giải thích, Lăng Hàn nhìn sang, sắc mặt có chút cổ quái. Người xác định chỉ là thiên lý nhãn, thấu thị nhãn, mà không phải là nhìn thấu ý nghĩ của người khác sao. Trước sau hai nghi vấn nhưng hắn cũng không hỏi ra, người làm sao biết được. Bởi vì ta thông minh, Nhị Hoa dương dương đắc y nói, năng lực quan sát sắc mặt và trinh thám này quả thực rất châu bò. Nhưng vì cái gì năng lực đếm của người yếu như vậy? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lăng Hàn điên cuồng phỉ nhổ. Được rồi, vậy chúng ta liền rời đi. Hắn nói, chuyện phỉ nhổ này cũng không có ý nghĩa gì. Nhanh chóng quay về đế đô thôi. Cứ đợi ở chỗ này, hắn cũng thấy chán ngấy. Bởi vì không thu được thất hoa tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, Lăng Hàn chỉ có thể đeo lên người. Cáo này so sánh với dưỡng nguyên hồ lô, có thể còn muốn lớn hơn, chiếm hết phía sau lưng của hắn. Hơn nữa trước mặt còn có một tam hoa cao ngạo bao giờ cũng ở trước ngực của hắn ôm cổ hắn trên hai bên đùi lại còn có tứ oa ngũ oa bám lên nhìn qua thực sự cổ quái chương ba nghìn bảy trăm tám mươi hai tiểu nữ hài tử cùng bạo phát một két một tiếng lăng hàn mở cửa bên ngoài bảy thế lực lớn đang liên thủ phá giải trận pháp bọn họ cũng có bảy tên trận sư đang tiến hành nghiên cứu nhưng bọn họ cũng không có cường lực dò đường giống như con heo háo sắc vậy chỉ có thể bắt phải yêu thú ném vào hiệu suất này lại thấp bởi vì dù sao yêu thú cũng bị một đòn giết chết một con cũng chỉ có thể thử một lần, tiến độ cực kỳ chậm. Ta cho rằng hẳn là ở chỗ này, chỗ này, chỗ này ném vào trượt tuyệt trận. Một trận sư lớn tiếng nói, không không không, ngươi là hoàn toàn sai lầm. Một gã trận sư khác lập tức lắc đầu, biểu đạt ý kiến khác nhau. Bảy tên trận sư chia ra làm hai phái, tranh cái đến mức đỏ mặt tới mang tai. Không cần đi khuyên nhủ một chút sao, một người thanh niên mặc áo màu lam cười nói, dáng vẻ tươi cười có chút tà mị. Có tranh luận là chuyện tốt, nói rõ có tiến bước, có tình cảm mãnh liệt. Nếu không, cuộc diện đáng buồn lại xong đời. Bên cạnh hắn là một nam tử áo xanh, nhìn qua sắp 30 tuổi. Ai, trận pháp này đến cùng phải tới lúc nào mới có khả năng phá giải, ta cũng không chờ được nữa. Lại một tên người thanh niên rũi người qua, kiên trì một chút, lúc này đợi càng lâu, thu hoạch lại càng lớn. Người trẻ tuổi thứ ta nói, không chờ nổi có thể đi. Người trẻ tuổi thứ năm lại là vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Tổng cộng có 7 người trẻ tuổi nhưng mỗi một người đều có thân phận hết sức kinh người bởi vì bọn họ đều là hậu đại của mấy vị hoàng tử huyền bắc quốc có thứ tự sát đầu bọn họ không thể xưng là hoàng tử mà là quận vương thậm chí có vài người ngay cả quận vương cũng không đủ tư cách mà là hậu tước đừng thấy bọn họ đều là họ trần nhưng các hoàng tử vì kế thừa ngôi vị hoàng đế tranh đấu gay gắt đám hậu bối bọn họ đương nhiên cũng không hợp nhau nếu không có vì phá trận bọn họ tuyệt đối không thể liên thủ nhưng vào lúc này kết một tiếng cánh cửa của gian nhà kia lại có thể mở ra. Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn vào, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy trên người lăng hàn lộ ra ba hài tử, phía sau lưng còn có một hồ lô lớn màu tím. Đây là cái quỷ gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó lặng ngắt như tờ. Cảnh tượng như vậy, khác thường quỷ dị, ai có thể nghĩ tới, cánh cửa bị trận pháp bảo vệ sẽ mở ra, có một người chạy ra. Hơn nữa, đi ra lại một người rồi một người, tại sao lại là kỳ quái như vậy? từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua chạy đến di tích cổ còn mang theo hài tử hơn nữa còn là ba đứa phụt nhưng mọi người rất nhanh đã biết mình sai rồi vì phía sau nam nhân này lại còn có hai nữ hài tử nữa trên thực tế là ba nhưng không ai nhìn ra được lục oa tình huống gì vậy đây rốt cuộc là tình huống gì một người mang theo năm hài tử đang thời kỳ bú sữa tiến vào di tích cổ nguy cơ bốn phía đầu óc mọc thế nào vậy không 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 có đầu óc sao sau khi y niệm này xẹt qua, mọi người mới nghĩ đến một vấn đề khác. Gia hỏa này tại sao phải từ bên trong đi ra? Nếu nói hắn vốn ở bên trong này, vậy không ai tin tưởng. Nhìn xem hắn mới có bao nhiêu tuổi. Chính là Minh Văn Cảnh cũng chỉ có thọ nguyên cực hạn khoảng 500 năm. Cái di tích cổ này lại bị chôn vùi bao lâu? Thế nào cũng có hơn 2.000 năm. Ai có thể sống lâu như thế? Cho nên, người này chắc là tiến vào trước bọn họ. Đại sư trận Pháp, tất cả mọi người đã hình thành nhận thức chung bảy tên trận sư trung cấp liên thủ hơn 10 ngày cũng không có cách nào phá giải trận pháp này có thể thấy được trong đó có bao nhiêu tranh lệch một đan sư trận sư ưu tú tuyệt đối là trợ giúp mạnh mẽ thậm chí có thể thay đổi mức độ mạnh yếu của một thế lực nhất thời ánh mắt của mỗi quận vương hậu gia đều sáng lên các hạ xương hô như thế nào trần khai vũ đi ra hỏi trước trên mặt lộ ra vẻ tươi cười có vẻ rất khách khí hắn vội vàng lại nói tiểu vương trần khai vũ chính là con trai thứ bảy của tứ hoàng tử. bản hậu trần vô động ra tổ chính là nhị hoàng tử. lại một người nói bảy tên quý tử hoàng tôn đều tự giới thiệu chuyển cành ô lưu về phía lăng hàn. tại sao phải ân cần như vậy? lăng hàn là trận sư cao cấp, đây là điều thứ nhất. mặt khác hắn hiển nhiên nhận được thứ trong phòng này. hiện tại mời gọi lăng hàn vào dưới quyền, lại muốn lấy được bảo vật tất nhiên là chuyện dễ dàng. trận sư có thể có lực chiến đấu gì? lăng hàn cười nhạt nói. Nhường đường một chút, nhường đường một chút, hắn lại không có dự tính phát sinh quan hệ quá sâu với bất kỳ một hoàng tử nào, huống gì là đời con, đời cháu của hoàng tử. Thái độ như vậy khiến cho bảy tên hoàng tôn quý tử đều hết sức bất mãn. Bọn họ là thân phận gì, có thể người có địa vị cao lại nhường đường trước người có địa vị thấp sao? Chào hỏi đã là cho người đủ mặt mũi rồi, nhưng ngươi thì hay rồi, thật sự cao giá, giao đầu ngươi nhận được ở bên trong ra, liền có thể đi." Trần Học Danh nói. Hắn lời nhiều lời, Lăng Hàn cười ha hả, nói: "Được thôi, 1 2 3 4 5 6 7, vừa vặn, các người một người nhận một hài tử trở lại." "Phổ Thân, người vì sao không muốn chúng ta?" Lục Oa nhìn không thấy lập tức kêu lên, "Phổ Thân, không nên vứt bỏ chúng ta." Tứ Oa và Ngũ Oa vội vàng ôm thật chặt lấy bắp đùi của Lăng Hàn. Đại hoa lại đằng đằng sát khí, nói: "Không có việc gì, chỉ cần giết chết tất cả những gia hỏa này, Phổ Thân sẽ không đưa chúng ta đi nữa." "Đúng vậy." mấy nữ hài tử tinh thần đều đại chấn, cho dù là tam hoa cao ngạo, ánh mắt cũng nhất thời sáng lên. Năng lực hiểu của các ngươi rất có vấn đề, lang hàn thở dài, hắn rõ ràng chỉ là nói đùa một chút, lại dám trêu chọc chúng ta. Trần khai vỗ hừ một tiếng, người bất kính đôi với hoàng thất, giết không tha. Trần vô động lạnh lùng nói, trước hết bắt người, sau đó xem thử hắn nhận được bảo vật gì. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, Trần học danh cũng nói, được, mọi người đều gật đầu, Bên kia, đại hoa các nàng đã xoa tay, sáu tiểu nữ hài tử không có một người nào là an phận. Giết, ngược lại là các nàng dẫn đầu phát động công kích, trên mặt nổi năm tiểu hài tử cũng xuất hiện, xông về phía đám người trần học danh. Đám người trần học danh tất nhiên sẽ không để ý tới. Nếu như bọn họ để năm tiểu nữ hài tử ở trong lòng mới thật sự là chuyện lạ. chương 3783, tiểu nữ hài tử cùng bạo phát hai Không cần bọn họ ra tay, tất nhiên có hộ vệ đứng dậy, ngăn cản về phía các nữ hài tử. Ầm, um, đại hoa một quyền lại đập cho một người lật mình, hai mắt của nhị oa lại phun ra điện quang, đối thủ của nàng nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Tam oa cao ngạo ở thời điểm chiến đấu lại hoàn toàn không có một chút cao ngạo lạnh lùng nào, mà lấy thân thể nhỏ trực tiếp đụng về phía đối thủ. Nàng như mãnh thú viễn cổ, va chạm, đối thủ lại bay. Tứ oa phun lửa, ngũ hoa phun nước, trong nháy mắt lại đánh bay hai người. A, à, lục oa ra tay, thần không biết quỷ không hay đối thủ của nàng hoàn toàn là ở dưới tình huống vô ý thức, ngã xuống. Chuyện này, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, bảy tên hoàng tôn quý tử đều trợn chừng hai mắt, miệng mở ra đến mức khoa trương. Gặp quỷ, năm tiểu nữ hài tử mà thôi, làm sao có thể có sức sống mạnh như vậy? Phun lửa phun nước phun điện, quả thực mộng ảo, năng lượng cấp độ cao, dù sao cũng là dòng họ hoàng thất, bọn họ lập tức kịp phản ứng. Phun nước phun lửa này không có khả năng là quái lực loạn thần, mà là các nàng có thể khai thông năng lượng cấp độ cao. Nhưng quá khoa trương, rõ ràng năm người này đều là nữ hài tử, làm sao có thể tu luyện ra niệm lực cường đại. Hơn nữa, các nàng còn phải nắm giữ linh đồ vô cùng cao cấp, mới có khả năng khai thông đến năng lượng cấp độ cao đáng sợ như vậy. Giết, đại hoa cái này bạo lực điên cuồng xông vào tuyến đầu. Nàng khai thông năng lượng cấp độ cao, toàn thân đều bao phủ ở trong một tầng năng lượng màu đen, khiến cho nàng thoạt nhìn cũng lớn hơn một vòng. Ầm, um, nàng phát ra tốc độ đáng sợ, cũng sắp nhanh gần gấp 3 tốc độ âm thanh, căn bản không có người chống đỡ được nàng, ai cũng bị nàng đánh bay. Tiểu hài tử có lực mạnh, không, tiểu hài tử bạo lực. Bảy tên hoàng tử quý tôn vội vàng ra tay, bọn họ tất nhiên không muốn bị một nữ hài tử đánh bay. Nhưng mà, dưới trạng thái bạo phát đại hoa quá mạnh, lực lớn vô cùng, sức mạnh vô địch. Bảy tên hoàng tử quý tôn rất nhanh đã bị đánh cho người ngã ngựa đổ. Lão đại, lưu lại cho chúng ta một chút. Nhị qua các nàng đều xông tới, cũng vừa đánh loạn. Chỉ có hai ba phút mà thôi, trên mặt đất lại đông nghịt nằm đầy người. May là Lăng Hàn trước đó đã lên tiếng, đánh nhau có thể, nhưng không thể giết người. Cũng không thể để cho những nữ hài tử tử hai tay lại dính đầy máu tươi. Cho nên, không ai chết, tất cả đều nằm thẳng rên hừ hừ. Các vị, gặp lại sau. Lăng Hàn cười nói, cầm con lợn nhỏ lên, nghênh ngang rời đi. Sau khi ra vườn thuốc cái di tích cổ này liền không có chỗ nào đáng để thăm dò. Tất cả đều là vài căn nhà cổ, nhị hoa sớm sử dụng đồng thuật đảo qua, bên trong được dọn sạch rất sạch sẽ, không thất lạc một chút vật có giá trị nào. Theo nhị hoa nói, cái bàn ngăn tủ đều rất chỉnh tề. Đây chắc hẳn không phải là bị người trong lúc hỗn loạn rời đi, mà là hàng nguyệt giáo lúc đó tự mình rời khỏi. Lăng Hàn vừa đi, vừa đang suy nghĩ, lúc đó xảy ra chuyện gì, vì sao hàng nguyệt giáo lại di chuyển tập thể. Phan minh đời trước là đột nhiên đứt gãy địa tầng, điều này rất có khả năng khiến cho rất nhiều võ đạo thế lực đều trong một đêm đột nhiên rời đi. Quái, thật là lạ, Lăng Hàn mang theo đám nữ hài tử trở lại. Đừng thấy các nàng nhỏ, nhưng mỗi người đều tương đương với tu vi cực cốt cảnh, hoàn toàn không có kéo chân sau của Lăng Hàn. Mấy ngày sau, Lăng Hàn trở lại đế đô. Khi đến gần đế đô, quang não lại một lần nữa liên kết với mạng lưới. Lăng Hàn cũng biết đến đại thế trước mắt, hoàng tử yêu tộc tổn thương mà về ở việt triều dẫn phát chấn động rất lớn lần này bọn họ lại phái ra một sứ đoàn điểm danh muốn cùng lăng hàn hồng thiên bộ đánh một trận bọn họ thế tới rào rạt hoàng tử dẫn đầu đạt tới tu vi khai khiếu cảnh vốn tưởng rằng có thể quét ngang huyền bắc quốc nhưng kết quả thì sao trần phong viêm còn không có lộ diện yêu tộc đã bị đánh cho ảo não chật vật rời khỏi đế đô hiện tại lại ngóc đầu trở lại sau khi chịu thiệt một lần yêu tộc khẳng định biết tới sự lợi hại của lăng hàn nhất là hồng thiên bộ như vậy lại phái người tới tuyệt đối sẽ khó chơi hơn so với lần trước lang hàn không sợ chỉ cần cảnh giới tương đối hắn tự tin vô địch hắn đã là ngũ biến đỉnh phong chỉ cách cực cốt cảnh có một bước xa nếu như có thể thẳng tiến lục biến tin tưởng chính là minh văn cấp thứ nhất cũng có thể chống lại thậm chí đánh ngã nếu như yêu tộc tới thể hiện ra sự cường đại của bọn họ vậy không biết xấu hổ phái ra người cao hơn hắn ra hai cảnh giới sao thắng vậy lại có thể nói rõ cái gì hơn nữa Huyền Bắc Quốc cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Dù sao như một nhóm hoàng tử sát đầu giống như thất hoàng tử đã sớm bước vào khai khiếu cảnh. Có lẽ còn có tồn tại mạnh hơn, chỉ là không có lộ rõ mà thôi. Hắn lặng lẽ trở lại học viện, nhưng không nghĩ tới như Hoa Thanh đã sớm chờ đợi lâu ngày. Tiểu tử, người đã chạy đi đâu? Lão đầu oán giận nói. Thời điểm hắn nhìn thấy được một đám tiểu hài tử tuổi bú sữa đi theo ở phía sau lăng hàn, hắn không nhịn được lại trợn mắt há hốc mồm đây là tình huống gì? Ngươi đi ra ngoài một chuyến lại có thêm năm nữ nhi. Lăng Hàn cười ha hả, nói, có chuyện gì, như hoa thanh lắc đầu, khiến mình không đi giàu dĩ ở trên chuyện mấy nữ hài tử này nữa, nói. Lão Phu hoàn tiện kim cương trận 33 tầng, cái gì 33 tầng? a à, Lăng Hàn nghĩ tới, trước đây như hoa thanh và kim cương đại soái tranh nữ nhân, kết quả không địch lại nổi kim cương khổ luyện kia, người bị tổn thương nặng nề, rời khỏi đế đô. Nhưng lão vẫn nhớ kỹ mối thù này. Cho nên, lão đầu lắc qua lắc lại đứa ra 33 tầng kim cương trận, muốn trấn áp kim cương đại soái lấy điều này chứng minh, trận sư không kém gì võ giả cùng dai. Lão đầu thật nhớ thù, người xem hắn đặt tên cho trận pháp của hắn còn cố ý kém theo hai chữ kim cương. Rõ ràng muốn cho kim cương đại soái để tiếng xấu muôn đời. Lăng Hàn gật đầu, nói, vậy chúc mừng ngươi, chúc mừng cái rắm ngươi nhanh học đi, sau đó đi chân áp vộn sắt cho lão phu. Nghiêu Hoa Thanh Hưng phấn nói, lão nhân, Người thế nào lại nói chuyện cùng phụ thân như vậy? Cẩn thận ta đánh ngươi. Đại hoa hừ hừ nói, có vẻ bất mãn hết sức. chương 3784, hoàn thiện trận pháp. Đúng đúng, tứ hoa và ngũ hoa hai đứa trẻ theo đuôi vội vàng nói theo. Năm nữ hài tử này có thể khiến cho tâm của người ta cũng manh hóa. Cho dù là nghiêu hoa thanh cũng không ngoại lệ, hắn khom lưng cúi người, lộ ra nụ cười hắn tự cho là ấm áp nhất. Lão Phu gọi là nghiêu hoa thanh, là trưởng bối của phụ thân các người lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không là kẻ tốt. Tam Hoa cao ngạo đưa ra đánh giá, quyết đoán quay mặt đi, không nhìn tới như lão đầu. Đánh hắn, đại hoa kẻ bạo lực điên cuồng này luôn luôn tìm cơ hội động thủ, đâu có thể nào bỏ lỡ. Nàng hét lớn một tiếng, lập tức xông tới. Ai yêu, như hoa thanh kêu thảm một tiếng, đã bị bốn nữ hài tử hạ gục. Nhưng thật ra là năm, lục hoa ẩn thân, Tam Hoa lại xem thường ra tay. Lăng Hàn cười ha hả can ngăn, để cho sáu nữ hài tử khiêng thất hoa đi thu xếp trước sau đó hắn đỡ nghiêu lão đầu lên nói lão nghiêu chúng ta tới học trận pháp đáng thương cho nghiêu hoa thanh hắn trước đây mặc dù là trận sư cấp tông sư có thể cùng kim cương đại soái đánh một trận trực tiếp thương tổn tới thần hồn của hắn chiến lược của bản thân cũng lại là cực cốt cảnh nhưng tại sao có thể là đối thủ của nam nữ hài tử hắn nhe răng nhếch miệng trên mặt hãy còn chưa tỉnh hồn tràn ngập sự mờ mịt hắn lại có thể bị nam nữ hài tử đánh ngã tin tưởng, hắn nói ra chuyện này, tất cả mọi người sẽ cho là hắn đang nói đùa. Nữ hài tử cũng có thể đánh được cực cốt cảnh, người tại sao không nói heo có thể lên trời, bởi vì ngay cả hắn cũng không tin, cho nên chậm chạp không tỉnh hồn lại. Mãi đến khi Lăng Hàn kêu liền vài tiếng, hắn mới giật mình tỉnh lại, truyền thụ cho Lăng Hàn 33 tầng kim cương trận. Đây cũng chỉ là trận pháp cấp bậc minh văn cảnh, lấy ngộ tính và lực tinh thần độ cao của Lăng Hàn hiện tại, học cũng không khó khăn. Chỉ hơn 2 giờ sau, lăng hàn đã nắm giữ được tiểu tử ngươi lẽ nào niệm lực đã đạt được cấp đại sư như hoa thanh chấn động kinh ngạc hắn chỉ biết lăng hàn trở thành trận sư cao cấp không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu tiểu tử này lại có bước tiến nhảy vọt lăng hàn mỉm cười nói nâng cao không đủ nhanh làm thế nào báo thù cho ngươi được cũng đúng như hoa thanh gật đầu như lão đầu đã sớm rời khỏi đế đô lần này cũng lặng lẽ quay về hắn không muốn kinh động tới bất kỳ kẻ nào bởi vậy hắn cũng không có quan hệ nào có thể vận dụng. Nguyên liệu tạo ra trận cơ, cũng bản thân Lăng Hàn đi tìm. Bố trí trận pháp minh văn cảnh cũng không thể tìm trận cơ bình thường. Nguyên liệu muốn qua cửa ải, vậy cần phải ném ra rất nhiều rất nhiều tiền tài. Thật may chính là, Lăng Hàn không thiếu tiền, người tuy rằng không ở đế đô, nhưng hiên viên định quốc còn đang giúp hắn không ngừng kiếm tiền. Mỗi một tuần đều kết toán một lần, Lăng Hàn nhìn tài sản của hắn một lát, thoáng lộ ra một vẻ tươi cười thế này cũng đủ cho hắn tiêu xài. Nếu học 33 tầng kim cương trận, không bằng cũng lấy ra trận pháp vách đá dựng đứng. Trước đây hắn nhận được danh hiệu đứng đầu trong cuộc tranh tài trận đạo, phần thưởng là một môn trận pháp, tên là vách đá dựng đứng, có thể khác ở trên trang phục, hình thành phòng ngự tuyệt đối mạnh mẽ. Trước đó hắn còn chưa đủ tư cách tạo ra, niệm lực hiện tại lại có sự nâng cao rất lớn, tin tưởng có thể. Hắn đi nghiên cứu môn trận pháp này, rất nhanh hắn liền phát hiện ra, trận pháp vách đá dựng đứng còn cao cấp hơn so với kim cương trận rất nhiều lần. Hắn chỉ có thể lĩnh ngộ ra một hai phần ảo diệu trong đó. Nhưng không giống với trận pháp khác, chính là một hai phần lĩnh ngộ này cũng đủ để cho hắn bố trí ra vách đá dựng đứng. Chính là hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Ừ, thuận tiện cũng tìm xem nguyên liệu cao cấp, cũng chế tạo ra vách đá dựng đứng trận, vậy có thể nâng cao cực lớn phòng ngự của hắn. Một đêm trôi qua, thời điểm mặt trời mới lên, lang hàn theo thường lệ ở trong viện tu luyện. Sau đứa trẻ hồ lô cũng đều dậy, học theo, cùng hắn ngồi xếp bằng ở trong sân. Các nàng cũng không có tu luyện, chính là đang chơi đùa. Ấu trĩ Tam Hoa bao giờ cũng vẻ mặt kiêu ngạo, ngồi ở bên cạnh Lăng Hàn, quay đầu nhìn về phía tỉ muội của nàng biểu đạt sự xem thường. Sau nửa giờ, Lăng Hàn tu luyện xong, nhìn trong viện đã bị đánh nát, bị thiêu đốt trơ trụi, giả sơn, hoa cỏ đóng băng, hắn không khỏi thở dài. Hắn hình như chắc hẳn phải đổi một chỗ ở lớn hơn một chút. Ừ, lập tức đi giải quyết chuyện này, bằng không ngày mai tiểu viện này sẽ bị mấy tiểu gia hỏa tinh lực quá dư thừa này phá hủy. Còn không có chờ Lăng Hàn ra khỏi cửa, liên tuyết dung đến. Liên kỳ chủ, Lăng Hàn mời đối phương tiến đến. Nhiều ngày qua như vậy, lại có rất nhiều tài nguyên tu luyện do học viện cung cấp, tu vi của liên tuyết dung nâng cao rất nhanh, đã đạt tới ngũ biến đỉnh phong. Nàng đang tiến hành tích góp, để cầu một lần hành động đột phá đến cực cốt cảnh. Liên tuyết dung gật đầu, sau khi tiến vào sân, đôi môi mọng đỏ của nàng không khỏi thoáng mở ra. Tình huống gì vậy, nhà ngươi bị kẻ trộm tới thăm sao? Bá bá bá, từng cái đầu nhỏ từ cửa phòng khách thò ra, tò mò quan sát liên tuyết sung. Người này chính là nương sao? Bộ ngực thật lớn, mông được vảnh, a à, phụ thân lại thích loại hình này sao? Sáu nữ hài tử mồm năm miệng mười, nhưng nhìn thấy được đương nhiên chỉ có năm tiểu nữ hài tử. Vẻ mặt liên tuyết sung dại ra, ngươi không phải ra ngoài đi thám hiểm sao? thế nào đột nhiên lại mang về nam nữ hài tử. Tốc độ này của ngươi này cũng quá nhanh đi, chỉ có điều, nam nữ hài tử này bộ dạng thật sự nhỏ nhắn đáng yêu. Cho dù là lấy tính cách lạnh lùng cao ngạo của nàng cũng phải yêu thích. Chỉ là, nàng từ lúc nào lại thành thê tử của Lăng Hàn vậy? Hơn nữa, mấy nha đầu này cũng trưởng thành quá sớm đi. Cái gì mà ngược to mông vỉnh, có thể ở trước mặt nàng nói sao? Cho dù là Lăng Hàn cũng có chút xấu hổ, mấy tiểu nha đầu này thực sự nói không suy nghĩ. Lăng Hàn cười ha ha, nói, Liên Kỳ Chủ, không cần để ý tới mấy tên tiểu quỷ đồng ngôn vô kỵ. Liên Tuyết Dung đương nhiên cũng sẽ không đi lưu ý, bằng không nàng cũng sẽ không được tự nhiên, chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như năm tiểu nha đầu này thật sự là do nàng và Lăng Hàn sinh ra. Phi phi phi, nàng liền vội vàng lắc đầu, tại sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy? Hơn nữa, còn sinh năm, nàng chịu nổi sao, chương 3785, yêu tộc ngắm bắn người. Liên kỳ chủ, nàng làm sao vậy? Lang Hàn hỏi, vị kỳ chủ xinh đẹp lạnh lùng này sắc mặt thế nào lại đột nhiên đỏ bừng, trở nên tươi đẹp giống như trái đào, khiến cho hắn cũng có chút xuân tâm nhộn nhạo. Ai, đạo cơ bất ổn, bằng không làm sao có thể mới một năm không được gần nữ sắc, đã khiến hắn trở thành như vậy. Liên tuyết sung vội vàng trục xuất bóng người thần tuấn mặc trang phục màu trắng tung bay trong nội tâm kia. Chỉ là điều này vốn vẫn rất hữu hiệu, hiện tại lại không có tác dụng. Trong lòng nàng trung quy có chút nhộn nhạo, khô nàng khẽ ho khan một chút nói ta là cảnh cáo ngươi yêu tộc vẫn muốn tìm ngươi ngươi ngàn vạn lần không nên hiện thân a à, lang hàn hứng thú hắn quả thực muốn biết tư liệu về sứ giả của yêu tộc lần này chỉ là hắn vẫn không có cơ hội nhìn thấy hiên viên định quốc cho nên cũng không có cơ hội đi hỏi lần này yêu tộc có cường giả gì hắn hỏi liên tuyết dung suy nghĩ một chút nói có người nói lần này yêu tộc là do tứ hoàng tử dẫn đội hắn cũng là tu vi khai khiếu cảnh nhưng hắn cũng không ra tay mà là chủ động đẩy ra hai người người thứ nhất là vũ văn hống hắn là tu vi minh văn cảnh nghe nói là một trong những thiên tài mạnh nhất của yêu tộc lần này là cố ý tới công kích hồng thiên bộ lang hàn kinh ngạc yêu tộc không phải đều lấy chủng tộc làm họ sao thế nào hiện tại lại đột nhiên chạy đến một ngoại tộc vũ văn hống chủng tộc gì liên tuyết dung đương nhiên sẽ không biết trong lòng hắn đang phỉ nhổ tiếp tục nói yêu tộc là muốn chứng minh bọn họ càng ưu tú hơn so với nhân tộc cho nên phải đánh bại Hồng Thiên Bộ ở trong cuộc chiến cùng giai. Lăng Hàn gật đầu, như vậy tin tưởng Vũ Văn Hống này tất nhiên nắm giữ thực lực khai khiếu cảnh, nếu không chính là tới đưa thức ăn. Người thứ hai chính là tới nhằm vào ngươi, được gọi là Miêu công tử. Liên Tuyết Dung lại nói, "Miêu công tử, đây là cái tên gì vậy? Hắn là tu vi cực cốt cảnh." Liên Tuyết Dung nói, "Cho nên, ta mới có thể tới khuyên ngươi, ngàn vạn không nên hành động theo cảm tình, đáp ứng quyết chiến cùng Miêu công tử." Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, dựa vào cái gì vậy? A, à, đối thủ của Hồng Thiên Bộ chính là Minh Văn Cảnh, cùng giai với hắn. Đối thủ của mình lại là Cực Cốt Cảnh, còn cao hơn bản thân mình một cảnh giới lớn. Không phải khi dễ người sao? Ta nghĩ, yêu tộc chắc hẳn không có thiên tài hoán huyết cảnh, cho nên chỉ có thể xuất động Cực Cốt Cảnh tới ép ngươi. Liên Tuyết Dung nói, trong ánh mắt có một tia kính nể. Một yêu tộc lớn như vậy, lại có thể tìm không ra một hoán huyết cảnh có thể chống lại Lăng Hàn? còn làm sao chiến đấu cho hắn lật mình. Nhớ kỹ, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không nên đứng ra. Coi như người vẫn chưa có trở lại đế đô, liên tuyết dung lại cảnh cáo. Tại sao phải sợ, đại hoa lập tức nhảy ra ngoài. Đúng, tại sao phải sợ, tứ hoa ngũ hoa theo đuôi. Bọn họ nếu như dám tới, tới một người giết một người, tới hai người giết cả đôi. Nhị hoa cũng nói, tam hoa hừ hừ, tỏ vẻ khinh thường. Lục hoa, ẩn thân, nói cái gì cũng trực tiếp không đáng kể. Liên Tuyết Dung chỉ có thể cười khổ. Năm tiểu hài tử này nhìn qua phấn điêu ngọc chắc, khả ái không chịu được, thế nào lại đều bạo lực như vậy? Nhất định là bị Lăng Hàn làm hư, không phải sao? Tiểu hài tử lại không hiểu, nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn. Ngươi dạy gỗ hài tử thế nào vậy? Lăng Hàn nằm cũng bị thương, hắn lại không thể giải thích. Sáu hài tử này ở thời điểm còn đang bên trong hồ lô đã hình thành ý chí của mình, hoàn toàn không có nửa xu quan hệ với hắn. Còn nữa tốt xấu gì ngươi cũng phải chuẩn bị cho các nàng chút trang phục chứ. Liên Tuyết Dung trách cứ, mặc dù nhỏ, nhưng người ta dù sao cũng đều là nữ hài tử. Dù thế nào cũng không thể chỉ lấy vài miếng lá cây che thân. Cũng đúng, Lăng Hàn gật đầu, biểu thị khiêm tốn tiếp nhận, "Đi, ta giúp ngươi đi mua quần áo." Liên Tuyết Dung nói, tất nhiên nàng cảm thấy một đại nam tử tuyệt đối không thể hiểu được làm thế nào lựa chọn trang phục cho nữ nhân, cho dù vẫn chỉ là tiểu hài tử. Ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Liên Tuyết Dung, Lăng Hàn cũng chỉ có nhượng bộ. Hắn mang theo năm hài tử nhưng thật ra là sáu hài tử ra cửa. Sau khi đi dạo qua một vòng trở về, năm hài tử đều mặc quần áo mới, mặt khác mỗi người còn có ba bộ để thay. Lục Hoa tất nhiên là bị Liên Tuyết Dung không để mắt đến. Nhưng Lăng Hàn lại mua hơn hai bộ lớn, một bộ lớn là cho Lục Hoa, người ta ẩn thân cũng không thể xem như nàng không tồn tại. Một bộ khác lại là cho Thất Hoa, tuy rằng nhà đầu kia quá ham ngủ, đến bây giờ còn không có dự định xuất thế. Liên Tuyết Dung lại có chút nóng mặt, thời gian trước khi bước vào cửa hàng trong chọn đồ, nhân viên cửa hàng ai cũng xem nàng trở thành thê tử của Lăng Hàn, xem năm tiểu hài tử trở thành con gái của nàng, mở miệng một cái là gọi phu nhân. Hết lần này tới lần khác mấy hài tử còn ồn ào, gọi nàng là nương, căn bản không cho nàng có cơ hội sửa lại. Nàng không có ý chờ đợi nữa, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Ai, da mặt quá mỏng, không đủ tư cách làm mẫu thân của chúng ta. Mấy búp bê đều bình luận. Hiển nhiên là cố ý ở cả Liên Tuyết Dung. Lăng Hàn cười ha hả, hắn đối với Liên Tuyết Dung cũng không có ý kiến gì, tất nhiên cũng không có dự định đi sửa lại cách làm của mấy nữ hài tử này. Hắn dốc lòng cầu xin học viện muốn thay đổi một nơi ở lớn một chút. Nhưng hắn đích thân thỉnh cầu, muốn có ý kiến phúc đáp lại cần có thời gian. Lăng Hàn thông qua quang não tìm kiếm nguyên liệu trận cơ thích hợp, đã cùng một người đạt được hiệp nghị sơ bộ, đang hẹn địa điểm tiến hành giao dịch. Qua một ngày, giao dịch đã quyết định sau khi hắn thông qua quang não trả tiền, liền đến địa điểm giao hẹn cùng đối phương giao dịch. Đối phương là một lão nhân, sau khi hắn nhìn thấy được Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Hóa ra là Lăng Hàn đại danh đỉnh đỉnh à, Lăng Hàn cười ha hả đối phương nhận được hắn, hắn lại không nhận ra đối thủ, nhân tiện nói. Xin hỏi lão nhân ra xưng hô như thế nào, Kim Tam Ngân, lão nhân cười nói, có loại tên này sao, Lăng Hàn cũng không để ý, hắn chỉ là thuận miệng hỏi, Chương 3786, Miêu công tử. Kim Tam Ngân lấy ra nguyên liệu, giao cho Lăng Hàn. Sau khi Lăng Hàn xác nhận, lại để cho mạng lưới trên đài cao chuyển tiền cho Kim Tam Ngân. Có đài cao đứng ra bảo đảm, tất nhiên khiến người ta rất yên tâm. Sau khi Lăng Hàn cùng Kim Tam Ngân nói vài câu, liền từ biệt rời đi. Đối phương biểu thị, nếu như Lăng Hàn còn có cần về phương diện này, có thể tiếp tục tìm hắn. Kim gia chuyên môn buôn bán nguyên liệu, trên cơ bản chỉ cần Lăng Hàn nói ra được bọn họ có thể đưa đến. Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên phải là Lăng Hàn giao được tiền. Mặc dù Lăng Hàn rời đi, nhưng Kim Tam Ngân lại không đi. Hắn vẫn ở lại trong phòng bao uống trà, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Cánh cửa lại đột nhiên mở ra, một người thanh niên chừng 20 tuổi đi tới. Cửu ra ra, lấy giá tiền thấp như thế bán đồ cho hắn, có phải là quá thiệt hay không? Người thanh niên này ngồi xuống, nhìn về phía lão nhân hỏi. Kim Tam Ngân mỉm cười, nói người trẻ tuổi này rất kiệt xuất lão phu rất xem trọng tiền đồ của hắn cho nên lần này coi như là kết một thiện duyên nói không chừng sau này chúng ta còn có thời gian cần nhờ đến hắn kim ra chúng ta còn có thể cần nhờ đến hắn sao người thanh niên biểu thị rất không phục ngạo nghễ nói nếu không có chúng ta quá mức giấu mình thiên hạ này làm gì đến phiên trần gia tới làm hoàng đế kim tam ngân lại biến sắc nói thiếu kiếm người thật ngông cuồng trần gia không có khả năng đơn giản giống như người nghĩ đâu Kim thiếu kiếm lại vẫn không phục, nói, cửu ra ra, người bị lời đồn lừa gạt, cái gì con chuột biết bay trên trời, hiện tại hoàn cảnh thiên địa này làm sao có thể sinh ra cường giả sinh đan cảnh. Kim Tam Ngân chậm rãi gật đầu, quả thực, giai đoạn hiện tại cho dù lại thiên tư chắc Việt cũng không có khả năng phóng qua tiên môn. Trần Phong Viêm nhiều nhất là tầm bí cảnh, Kim ra chúng ta lại có ba vị tầm bí cảnh, liên thủ lại, Trần Phong Viêm chắc chắn sẽ bị đánh cho tìm không ra Nam Bắc. Kim Thiếu kiếm cười nói, sau đó nịnh bợ kim tam ngân cửu gia ra cách tầm bí cảnh cũng chỉ kém có một tia chỉ cần bước vào lấy thiên phú võ đạo của cửu gia ra một mình người liền đủ để trấn áp trần phong viêm này kim tam ngân không khỏi cười ha ha này nhớ nịnh bợ vẫn vỗ hắn rất thoải mái hắn khoát tay nói nhớ tổ huấn chúng ta trước đây chính là cũng đủ dấu mình mới lấy tránh được một kiếp nạn hiện tại thiên địa sơ hưng chính là thời điểm kim gia ta quật khởi nhất định phải bắt được cơ hội này vâng kim thiếu kiếm cung kính nói chỉ là hắn vẫn không rõ vì sao thiên địa đại đạo đang khôi phục kim gia bọn họ lại còn phải giấu mình không phải nên nhân cơ hội cướp đoạt thiên hạ sao chuyện này hắn đã hỏi mấy lần vẫn không có được câu trả lời xác thực hắn cũng lười lãng phí thời gian hỏi thêm nữa ánh mắt hắn lóe lên dựa vào cái gì một hoán huyết cảnh nho nhỏ có thể nhận được cửu gia ra coi trọng như vậy hừ sau khi lăng hàn trở lại học viện lại nhận được tin tức của học viện việc hắn xin đã được thông qua Học viện đã chuẩn bị cho hắn viện lớn hơn nữa, hắn vui vẻ dẫn hài tử đi qua, quả nhiên, cái viện này lớn hơn, thậm chí có thể nói là một tòa trang viên nhỏ, không biết là thân phận đan sư cao cấp hoặc là trận sư của hắn, hay là danh hiệu đứng đầu trong cuộc so tài săn bắn, học viện cũng mượn điều này muốn thưởng cho hắn. Thôi đi, không quan tâm, lang hàn bắt đầu tạo ra trận cơ. Hắn mua hai loại nguyên liệu, một là huyền bích thiết, dựa theo yêu cầu của hắn trẻ thành 33 cây côn nhỏ đây là dùng để chế tạo kim cương trận, một cái khác lại là mảnh vải gồm sợi tơ huyền tầm lẫn với sợi kim lân tạo thành. Cái này sẽ dùng để chế tạo trận vách đá dựng đứng. Kim cương trận được chuẩn bị, chỉ cần đi mua mực nước tương ứng, đắt thì đắt một chút, nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết lại không khó. Khó khăn chính là trận vách đá dựng đứng, chỉ ít cần dùng đến máu tươi của Minh Văn Cảnh để làm mực nước. Hắn đi đâu đi tìm Minh Văn Cảnh lấy máu đây, thôi đi, làm kim cương trận trước đã. Hắn chế luyện trận cơ, tiến độ rất nhanh, một ngày là có thể làm ra 7 cây cột, như vậy nhiều lắm 5 ngày là có thể xây dựng xong. Ngoại trừ tạo ra trận cơ ra, Lăng Hàn đặt tất cả tinh lực ở trên phương diện đột phá lục biến. Hắn không lo lắng vấn đề cơ sở, có đồng thuật của nhị hoa, có thể vạch ra những chỗ hắn tu luyện chưa đủ, hắn đã sớm đạt tới hoàn mỹ, chỗ khó là làm thế nào đột phá lục biến. Đây là đột phá đối với cực hạn, từ lúc ở di tích cổ Hằng Nguyệt trở về, Lăng Hàn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng trở về mấy ngày qua, thời gian rất dài, hắn lại không có manh mối. Điều này rất bình thường, cực hạn làm gì có thể dễ đột phá như vậy. Nếu như Lăng Hàn không biết còn có lục biến, hắn khẳng định lại mơ hồ đi trùng kích cực cốt cảnh. Hắn âm thầm nói, cho dù đã tới lục biến, hắn cũng phải tốn nhiều thời gian đi lắng động, sau khi xác định không thể thất biến, hắn mới đi trùng kích cực cốt cảnh. Vì thất biến này có hay không cũng là do cổ nhân tổng kết ra, cũng không phải thiên địa đại đạo. Lục biến lại là cực hạn chân chính, không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng bên ngoài cũng không yên tĩnh, Trần Phong Viêm còn đang bế quan, Hồng Thiên Bộ cũng không biết đi đâu thám hiểm, mấy vị hoàng tử xếp hạng sát đầu lại dường như thoáng cái đều mất tích. Sứ giả yêu tộc lần này hoàn toàn không ai có thể ràng buộc, huyên náo rất ẩm ý. Theo yêu tộc mà nói, lần này vốn chính là tới đòi lại món nợ trước đó, hành sự đương nhiên không cố kỵ gì. Hiện tại cho dù là học viện đế đô cũng không phải là cõi yên vui. Vị Miêu công tử kia ba ngày hai lượt chạy vào học viện, muốn tới khiêu chiến Lăng Hàn. Hắn tìm không ra chính chủ sẽ liền đánh người, tu vi cực cốt cảnh ở trong học viện vốn chính là cấp bậc đứng đầu. Miêu công tử này còn là thiên tài siêu cấp, chiến lực có thể địch nổi Minh Văn Cảnh. Trong học viện này có ai có thể chống lại hắn? Lại thời gian vài ngày như vậy, trong học viện đã có rất nhiều người bị hắn đánh bị thương. Điều này làm cho đệ tử của học viện oán thán đối với Miêu công tử dậy đất. Đồng thời, cũng tràn ngập bất mãn đối với Lăng Hàn. Họa này là do ngươi xông ra, nhưng bây giờ thì hay rồi, ngươi không biết đi nơi nào ẩn nấp, lại để cho bọn họ tới gánh chịu hậu quả. Chương 3787, bị đánh tới quay vòng vòng một. Trên thực tế, Lăng Hàn cũng rất vô tội, bởi vì hắn cũng không có dự tính che giấu tung tích. Miêu công tử lại chết sống không đi tới nơi hắn, khiến cho hắn có biện pháp nào. Mãi đến khi lần này, Lăng Hàn đổi nơi ở tự nhiên khiến cho tin đồn hắn đã quay về được truyền ra ngoài ngày hôm sau miêu công tử lại xông qua nếu thân phận yêu tộc đã vạch trần lần này yêu tộc tới cũng không có sử dụng áo choàng tre mà là thoải mái đi ra miêu công tử thật đúng là xứng đáng với cái tên hắn chính là một con mèo yêu một mặt mèo lông xù ánh mắt sáng ngời khác thường có một loại thần thái khiếp người tu vi của hắn cao tới tứ cốt chiến lực còn bước vào minh văn cảnh ở trong yêu tộc đều là thiên tài đỉnh cấp hắn đi một mình đoán hẳn người của đế đô cũng không dám phục kích hắn. Bằng không bất luận là tứ hoàng tử hai vũ văn hống phát huy, đều sẽ làm sinh linh đổ thán. Cho nên, hiện tại yêu tộc vô cùng kiềm chế, không khai sát giới. Nhân tộc này khẳng định cũng không dám ngoại lệ, hắn dứt khoát tới nơi ở của Lăng Hàn hiện tại, hắn đã tới học viện rất nhiều lần, đã quen thuộc. Ở phía sau miêu công tử có số lượng lớn học viên theo. Có vài người thuần túy là xem náo nhiệt, có vài người là trông cậy vào Lăng Hàn có thể đại phát thần uy, khiến cho yêu tộc này nếm chút mùi đau khổ, cố gắng giáo huấn hắn một hồi. Miêu công tử đi nhanh tới, rất nhanh hắn đã đi đến cửa viện của Lăng Hàn, hắn thật ra vô cùng lễ độ, đi tới gõ cửa. Chỉ có điều, không ai trả lời, Miêu công tử lộ ra vẻ không vui, người còn muốn giả vờ không có ở đây sao, kinh sợ, thật sự là kinh sợ, người như vậy cũng có thể đánh bại cường giả yêu tộc của bọn họ. Miêu công tử lại gõ cửa, tới khi hắn sắp không nhịn được, muốn trực tiếp phá cửa lớn xông vào, chợt két một tiếng, cửa mở ra. Miêu công tử sừng sốt, cửa mở. Nhưng, người đâu, người xấu nào vậy, gõ cửa cũng gõ thành tiếng vang như vậy. Muốn ẩm ý chết người à, một giọng nói trẻ con non nớt từ phía dưới truyền đến. Miêu công tử cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mở cửa lại là một tiểu hài tử, dáng vẻ nhiều lắm khoảng 2-3 tuổi, mặc đủ y phục sặc sỡ, giống như một tiểu công chúa. Cho dù hắn là yêu tộc, nhưng đối mặt với một tiểu hài tử phấn nộn đáng yêu như vậy, cũng hoàn toàn không có nổi giận nổi, hòa khí nói. Tiểu nha đầu, đi gọi Lăng Hàn đi ra, phụ thân đang tu luyện, không rảnh để ý tới ngươi. Đây là nhị hoa, quỷ tinh linh nhất trong sáu hài tử. Ừ, khuyết điểm duy nhất chính là đếm, có thể nói là cấp bậc đần độn Không rảnh, ha ha, miêu công tử cười lạnh, thật sự cho là hắn ngốc sao. Chính ngươi không dám ra cùng hắn giao chiến, lại đẩy một tiểu nha đầu ra. Cho rằng sử dụng tiểu hài tử đáng yêu thì có thể khiến cho hắn rời đi sao. Quá ngây thơ rồi, hắn không có cùng một tiểu nha đầu tốn nước miếng, mà mạnh mẽ đi qua cánh cửa. Nhị qua ai một tiếng, tiểu tử này không phải muốn tìm đánh sao, vậy có biện pháp nào? Nàng đóng cửa lại, đóng cửa làm gì, để cho chúng ta đi vào với? Tiểu nha đầu mở cửa nhanh, bên ngoài học viên đều kêu lên, bọn họ đến, đều muốn xem lăng hàn cùng mưu công tử chiến đấu. Nhưng học viện có quy củ của học viện, yêu tộc có thể phá hủy, bọn họ lại không dám, chỉ có thể ở ngoài cửa gọi. Mà ở bên trong cửa, Miêu công tử kinh ngạc phát hiện, trước mặt hắn lại còn có một tiểu nữ hài tử đang đứng. Đại hoa khoanh hai tay trước ngực, nói: "Ngươi chính là kẻ ngốc muốn cùng phụ thân so chiêu sao?" Khóe miệng Miêu công tử không khỏi co quắp, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên gật đầu hay lắc đầu. Hắn quả thực sớm tới chiến đấu cùng Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. "Lăng Hàn, ngươi là một đại nam nhân không dám ra, khiến cho mấy tiểu hài tử tới ứng phó với ta, thực sự không biết xấu hổ." hắn quát khẽ, cái gì, lại dám nói phụ thân không biết xấu hổ. Đại hoa nổi giận, trong nháy mắt mở ra hình thức bạo lực điên cuồng. Lão đại, đánh chết hắn, đúng, đánh chết hắn đi, tứ hoa ngũ hoa cùng nhau hiện thân, lang hàn đang bế quan, các nàng không có cách nào ở gần, chỉ có thể đi ra tham gia náo nhiệt. Được, đại hoa xoa tay, hai chân bất chợt phát lực, ầm, thân hình nàng bạo động, vọt về phía miêu công tử. Thật nhanh, miêu công tử chỉ cảm thấy trước mặt chợt hoa lên một cái, đại hoa đã xông tới trước mặt sau khi nhảy lên thật cao nàng một quyền đập về phía mặt hắn hắn không kịp chấn động kinh ngạc vội vàng đưa tay đi chống đỡ ầm um, một quyền đánh đến lực lượng khổng lồ kéo tới khiến cho hắn liên tục lùi lại phía vài bước thật may hắn mặc dù là cực cốt cảnh nhưng chiến lược hóa lớn nhất có thể đạt tới minh văn tất nhiên không có khả năng bị một quyền này đánh cho tổn thương được miêu công tử rũ hai cánh tay xuống nhìn đại hoa vừa rơi xuống đất Ý chí chiến đấu thoáng cái tăng lên giống như gió bão. Trước đó hắn chỉ cho rằng Đại Hoa chính là một nữ hài tử bán manh, cho nên tất nhiên không có khả năng phát ra ý chí chiến đấu. Nhưng sau một đòn kia, hắn mới biết được Đại Hoa nắm giữ chiến lực cực cốt cảnh, hoàn toàn có thể chống lại mình. Hắn nghiêm túc, trong mắt chỉ có đối thủ, cho dù đây chỉ là một hài tử đáng yêu. Miêu công tử chủ động xuất kích, ầm, hắn liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, bản thể của hắn là một con mèo yêu, lấy tốc độ tăng trưởng trong nháy mắt lại đạt tới gấp ba lần vận tốc âm thanh đây là lĩnh vực minh văn cảnh mới có khả năng đặt chân nhưng hắn lại dễ dàng đạt được đại hoa không có đề phòng ầm um, nhất thời nàng bị một quyền đánh trúng thân thể nhỏ trực tiếp bay ra ngoài nặng nề đập vào bụi hoa phía sau nhưng sau đó một khắc đại hoa đã vọt ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự phẫn nộ ầm um, năng lượng màu đen cuồn cuộn đến quấn ở trên người của nàng không tốt lão đại tiến vào trạng thái cuồng bạo muốn nổi giận rồi Tứ hoa và ngũ hoa đồng thời kêu lên, Miêu công tử nhìn, không khỏi hoảng sợ, năng lượng cấp độ cao khủng khiếp như vậy sao? Ngươi chỉ là một tiểu hài nhi, vì sao có thể dẫn động năng lượng cấp độ cao khủng khiếp như vậy? Đây quả thực không có thiên lý, ở trong lòng Miêu công tử liều mạng phỉ nhổ, lại không thể không chuẩn bị. Hiện tại đại hoa khiến cho hắn sinh ra cảm giác ớn lạnh. Chương 3788, bị đánh tới quay vòng vòng hai. Ầm, ừ, đại hoa vọt ra toàn thân nàng quấn vòng quanh năng lượng màu đen khiến cho thân thể của nàng cũng lớn hơn một vòng một quyền đánh ra nắm đấm giống như bao cát lớn miêu công tử tất nhiên không thể kinh sợ một tiểu hài tử cũng vội vàng một quyền nghinh đón nhưng nắm đấm vừa tiếp xúc sắc mặt của hắn lại thay đổi sau đó chỉ thấy hắn bay ra ngoài nếu như lăng hàn ở đây hắn tuyệt đối sẽ lắc đầu không dừng lẽ nào ngươi không biết đại hoa được xưng là bạo lực điên cuồng sở trường đặc biệt chính là lực lớn sao so đấu khí lực với một hài tử lực mạnh, trong lòng ngươi có bao nhiêu luẩn quẩn. Ầm, um, Miêu công tử nặng nề ngã trên mặt đất, toàn thân cũng giống như nằm mộng. Tình huống gì vậy? Hắn bị một tiểu hài tử cho một đòn đánh bay, hắn nhất định là đang nằm mơ chứ? Không chịu nổi một đòn, Đại Hoa vỗ hai tay, thoải mái đối phó, thật sự không có trốn chiến. Dựa vào bộ dạng này của ngươi cũng muốn khiêu chiến với phụ thân ta. Đầu óc bị lừa đá, hiện tại nhân sinh quan của Miêu công tử nhất định là tan vỡ hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận một tiểu hài tử đáng yêu có thể cường đại đến mức như vậy. Nhất định là chỗ nào nhầm lẫn, nói không chừng hắn đang nằm mơ đi, hắn bỏ dậy, dùng sức lắc đầu, mèo ngốc, người không đang nằm mơ, nhị oa đã đi tới, có vẻ nóng lòng muốn thử. Giờ đến phiên ta, tới phiên ngươi cái gì, vèo, nhị oa lập tức chính là một quyền đánh tới, dựa vào, miêu công tử vội vàng trốn, nhưng nhị oa lại dường như biết hắn sẽ làm như vậy, trong mỗi con mắt bắn ra một cột ánh sáng, lao về phía Miêu Công Tử. Đây vừa lúc là điểm yếu phòng ngự của Miêu Công Tử. Miêu Công Tử không khỏi quá sợ hãi. Cái kẽ hở này ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được. Vậy Tiểu Nha đầu lại làm thế nào phát hiện ra được? Hắn muốn tránh nhưng đã không kịp. ầm, um, hắn bị điện quang bắn trúng, toàn thân lại bay ra, sau đó nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Vẻ mặt hắn mờ mịt. Cuộc sống của mèo đã bị đả kích nặng nề, mình lại có thể liên tục bị đánh bại bởi hai nữ hải tử mèo xấu tiếp theo phải là ta lại một một âm thanh hưng phấn vang lên miêu công tử nhất thời kinh sợ vội vàng bò dậy nhìn về bốn phía xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng nào cho dù là hắn mở ra thần thức cũng không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào ai đang lấy thần thức truyền âm về phía hắn sao ầm um, ý niệm còn chưa tất hắn chỉ cảm thấy sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt không khỏi lao đầu về phía trước ngã nhào trên mặt đất trong một phút ngắn ngủi hắn lại bị đánh bại tới ba lần. Lúc này hắn cuối cùng hôn mê bất tỉnh, không cần lại đi nghi ngờ cuộc sống của mèo. Thực sự không chịu được đánh, Lục Hoa nói, nàng ở dưới trạng thái ẩn thân căn bản không có cách nào chạm đến. Dưới tập kích bất ngờ có thể nói gần như không ai phòng bị được. Ấu chỉ, Tam Hoa vẫn ngồi ở nóc nhà, khinh thường bình luận. Đại Hoa nắm lấy một cánh tay của Miêu Công Tử, sau đó trực tiếp kéo đi, căn bản không quan tâm làm vậy y phục của Miêu Công Tử cũng bị mài rách nàng đi tới bên tường viện nàng dùng sức vung một cái vút miêu công tử liền bị nàng ném ra ngoài tiểu nha đầu vỗ tay một cái nhe răng cười giải quyết xong vút miêu công tử quỳ dạp trên mặt đất đáng thương chính là trước đó hắn bị đại hoa lôi đi quần cũng bị mài rách mông lộ ra hiện tại hắn lại nằm úp sắp trên đất bởi vậy cảnh xuân tất hiện ra mà may mắn chính là hắn dù sao cũng là yêu mèo trên mông cũng lông xù bởi vậy nơi có thể lộ ra cũng không nhiều xem như là giữ lại cho hắn chút mặt. Dĩ nhiên, Miêu công tử bây giờ còn không tự biết, còn đang trong trạng thái choáng váng mê man. Mà bên ngoài, tất cả mọi người lại choáng váng. Trước đó tất cả mọi người nhìn thấy được Miêu công tử tiến vào, còn nghe được những tiếng đánh nhau ầm ầm bịch bịch trong lòng ngứa ngáy. Nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì. Có người muốn leo lên đầu tường nhìn, Miêu công tử lại đã đi ra. Ai cũng biết, Miêu công tử không phải là tự mình chạy ra, mà là bị người vứt ra. A à, đây là có chuyện gì? Đây chính là Miêu Công Tử. Miêu Công Tử nắm giữ chiến lược minh văn cảnh, có thể quét ngang học viện. Thế nào hai ba cái đã bị đánh ngã? Lăng Hàn lại có thể trở nên lợi hại như vậy. Mọi người không khỏi đều dâng lên cảm giác kính nể, e sợ mãnh liệt. Trước đó Lăng Hàn tuy rằng đánh bại ưng trường không, nhưng là dựa vào uy lực của pháp khí, không phải vì thực lực chân chính của hắn. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của Miêu Công Tử, rõ ràng là bị tổn thương. Cho nên, lần này chắc là thực lực của Lăng Hàn lại có tiến bộ kinh người. Ngay cả Minh Văn Cảnh cũng có thể đánh bại, Lăng Hàn thật giỏi, đám gia hỏa yêu tộc này quá kiêu ngạo, nên cố gắng giảm bớt nhuệ khí của bọn họ, Thánh Hoàng bế quan, Hồng Thiên Bộ lại rời khỏi đây. Còn cho rằng không ai trị được bọn họ, hiện tại cuối cùng có một Lăng Hàn đứng ra, mọi người đều lớn tiếng, trầm trồ khen ngợi Lăng Hàn. Nhưng bọn họ căn bản không biết, hoàn thành hành động vĩ đại này chỉ là mấy nữ hài tử mà thôi. Trên thực tế, Lăng Hàn không phải không muốn nghênh chiến, mà là hắn đang trong thời khắc mấu chốt để đột phá lục biến. Cảm ngộ loại vật này, nói đến là đến, không có dấu hiệu nào. Nếu như không nắm chặt, vậy chờ đợi lần tiếp theo trở lại cũng không biết là chuyện khi nào. Nói không chừng vĩnh viễn vô duyên, cho nên, khi cảm ngộ phát sinh, Lăng Hàn lại lập tức bắt đầu bế quan, nắm lấy đạo linh quang này. Hắn ngồi chơi như đá, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ còn lại có hít thở rất nhỏ, vô cùng chậm rãi. Ngay cả tim cũng dường như muốn dừng lại, thân thể tiến vào trạng thái chết giả. Nhưng ở trong đầu của hắn lại vô cùng đặc sắc. Từng cảm ngộ giống như tia chớp xẹt qua, Lăng Hàn đang nghiền ngẫm về bí mật của sinh mạng. Muốn nâng cao trình độ sinh mạng, vậy dĩ nhiên trước hết phải đủ hiểu rõ đối với bản chất của sinh mạng, nhất là phải đột phá cực hạn. Ầm, um, trong đầu của hắn, từng cảnh tượng kỳ quái hiện lên, chuyển động. Đây là hắn đang miêu tả bản chất sinh mạng. Đối với sinh mạng Lăng Hàn đủ hiểu rõ, ở trong thế giới thần thạch hắn mạnh mẽ tới thiên tôn. Tuy rằng hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng lại tồn tại rất nhiều điểm giống nhau. Hắn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười, đã hiểu rõ bí mật sinh mạng. chương 3789, lục biến, có thể, hắn bắt đầu đột phá, ầm, thân thể vốn yên lặng lại bạo phát, ánh sáng giống như kim cương trói mắt phát ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, ánh sáng lại đang trở nên ảm đạm, bình tĩnh lại. Lăng Hàn lập tức cảm giác được sự suy yếu, hắn liền vội vàng lấy ra trường hồng quả ăn vào. Phút phút phút, trong cơ thể hắn vang lên tiếng động giống như tiếng sấm. Đó là gông cùng xiềng xích đang bị xé nát, nhiều lần đột phá như vậy, trong lòng Lăng Hàn cũng có phần hiểu rõ. Gông cùng xiềng xích này càng bị phá vỡ nhiều, trình độ sinh mạng này nhảy vọt lại càng lớn. Lấy kinh nghiệm của hắn, mỗi lần xé ra gông cùng xiềng xích đều là khoảng năm đạo, sau đó sẽ bình tĩnh lại, muốn chờ đợi một lần bạo phát khác. Mà hoán huyết cảnh bình thường nhiều lắm xé ra hai đạo gông cùng xiềng xích, cho nên cần số lượng bảo quả sinh mạng lại ít vô cùng, một quả là đủ rồi. Ví dụ như tiểu thị nữ, ví dụ như liên tuyết dung. Hắn còn hỏi qua hiên viên định quốc, gia hỏa này muốn lợi hại hơn một chút, thời gian vận khí tốt có thể đánh nát ba đạo gông cùng xiềng xích, bình thường lại chỉ là hai đạo. Vì sao Lăng Hàn nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp? Chính là bởi vì mỗi lần hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích số lượng nhiều hơn, trình độ sinh mạng tiến hóa vượt xa so với cùng giai. Quả nhiên, sau khi năm đạo gông cùng xiềng xích bị đánh nát, Lăng Hàn trùng kích lần này cũng đạt tới kết thúc. Trường hồng quả còn lại ba quả, lục biến, Lăng Hàn quan sát bên trong thân mình, máu giống như kim cương đang phát triển về phía máu ban đầu. Nhưng thể hiện ra, lại giống như hắn còn không có đạt được ngũ biến đỉnh phong, cho nên huyết khí mới không phải hoàn toàn là màu kim cương. Hắn thỏa mãn cười, theo lần này đột phá, chiến lực của hắn chắc hẳn miễn cưỡng có thể cùng một cường giả minh văn đánh vài cái. Lang Hàn vừa định đứng dậy, nhưng đột nhiên, tế bào trong cơ thể lại trở nên vô cùng sống động. ầm, uhm, tế bào sinh động lại có thể lại đẩy mạnh trình độ sinh mạng tiến hóa, ở trong cơ thể Lang Hàn nhấc lên sóng to gió lớn. Tình huống gì vậy, Lang Hàn nhất thời kinh sợ, một ý niệm hiện lên, hắn không thể không tiếp tục, phải biết rằng, hắn vừa mới hoàn thành đột phá, hơn nữa còn phá tan cực hạn. Trình độ sinh mạng tuy rằng tăng lên, vừa vận thân thể lại ở vào trạng thái rất suy yếu, đang cần đi điều tiết, chữa trị. Nâng cao trình độ sinh mạng lại vô cùng mãnh liệt, cho dù có bảo quả sinh mạng để tiêu hao, nhưng bản thân cũng không hoàn toàn không có một chút nào bỏ ra nào. Lại tiến hành một lần nữa nâng cao trình độ sinh mạng, điều này có thể mang đến tổn thương hay không? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn liền quyết định, đột phá. Hắn đã lục biến, lại tiến hành một lần trình độ sinh mạng bay vọt, đó chính là thất biến. Thất biến, cho dù là Trần Phong Viêm cũng tự tin vô cùng nói, không có thất biến. Lang Hàn không biết tại sao mình có thể thất biến, cũng có lẽ bởi vì hắn không giống người bình thường, bởi vì không phải trong tế bào của ai cũng có mỗi một vị diện ở vô số sinh linh. Lần này biến hóa là từ tế bào phát động, rất có khả năng có liên quan đến vị diện trong cơ thể hắn. Hiện tại đột phá mặc dù có phiêu lưu không thể biết trước, nhưng một khi bỏ qua, nếu chẳng may lại không có cơ hội tiếp theo. Khát vọng đối với thực lực vô cùng mãnh liệt, khiến cho Lăng Hàn không chút do dự làm ra lựa chọn. Hắn lập tức ăn vào một viên trường hồng quả, tiếp tục đẩy mạnh trình độ sinh mạng tiến hóa. Loảng xoảng trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét rõ ràng là trời nắng quang đáng, lại có tầng mây đen đột nhiên xuất hiện, lôi quang đan sen. Mơ hồ có thể thấy được có bóng người hiện lên, có người khổng lồ màu vàng cao tới trăm trượng, có ma thần ba đầu sáu tay, có Phật Đà phát ra ánh sáng màu vàng. Dị tượng như vậy bao phủ ở phía trên toàn bộ đế đô. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Người bình thường ai cũng lạnh run, lẽ nào đây là ông trời bất mãn sao? Bằng không, làm gì có thể nhìn thấy được chư thiên thần Phật? A, à, thiên địa làm sao có thể có dị tượng như vậy? Đại Hoa thì thào nói, hình như có người phá tan giam cầm thiên địa. Lục Hoa tiếp lời nói, ở địa phương đạo pháp xuống dốc này, sẽ có quái thai như vậy sao? Đại Hoa không có thể nào tin tưởng nổi, Nhị Hoa phát động đồng thuật, nhìn về phía bầu trời. Để cho ta tới truy đuổi bản nguyên, hiện tượng thiên địa kỳ lạ nhất định là vì người, vì chuyện sinh ra. Cho nên sẽ có quan hệ nhân quả mãnh liệt, đồng thuật của nàng có thể nhìn thấu vô căn cứ, nhìn thẳng tới bản chất, cho nên có thể từ quả đuổi tới nhân, tìm được bản nguyên. Những đứa trẻ hồ lô khác đều nhìn nàng, cho dù là Tam Hoa cao ngạo cũng hơi nghiêng đầu, dựa vào Ban đầu Nhị Oa ngửa mặt nhìn thẳng lên trời, sau đó bất chợt bạo phát ra một câu thô tục. "Động nữa?" Đại Hoa hỏi, "Yêu Nghiệt kia là phụ thân?" Nhị Oa kinh ngạc kêu lên, "Cái gì?" Các đứa trẻ hồ lô khác đều nhảy dựng lên, đại yêu quái này lại là phụ thân của các nàng, nhưng phụ thân chỉ mới là hoán huyết cảnh, trước đó là ngũ biến đỉnh phong, như vậy lần này xem như là phá tan cực hạn, cũng không quá lục biến mà thôi." Lục Hoa nói, "Lục biến tuy rằng không tầm thường, nhưng từ xưa đến nay thiên tài tu luyện ra sáu biến cũng không phải số ít lại không có nghe nói qua sẽ gây ra hiện tượng trời đất dị thường như vậy lão nhị người có phải đã nhìn nhầm hay không đại hoa hoài nghi nói không có khả năng nhị hoa vô cùng khẳng định nàng đối với đồng thuật của mình tràn ngập lòng tin bởi vì hắn là phụ thân tam hoa nói vẻ mặt đương nhiên có thể làm phụ thân của nàng có thể là người bình thường sao ở chỗ sâu trong hoàng cung một lão già mặc trang phục thái dám chậm rãi đi ra gương mặt hắn đầy nếp nhăn, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Ai, hắn khe khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hai mắt vốn nhắm chặt chợt mở ra, nhất thời hiện lên hai luồng xét đánh kinh người, hình như có thể cắt qua bầu trời u ám này. Thời buổi rối loạn, lão thái giám nói một câu, thánh đế bế quan, lại đột nhiên xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Không chỉ yêu tộc dục dịch, trời đất lại còn sinh ra dị tượng. Xem dị tượng này, a, à, lão thái giám phát ra tiếng kêu kinh ngạc gương mặt nếp nhăn thoáng cái giãn ra, hiện ra một gương mặt không tính là anh Tuấn, cũng tràn ngập khí phách. chương 3790, kinh động khắp nơi. Đây là trời đất cộng hưởng, ai có thể nhận được trời đất tán thành, nảy sinh cộng hưởng. Cho dù là Thánh Hoàng, nắm giữ khả năng kinh thiên vĩ địa, cũng không có được thiên địa tán thành. Lẽ nào, là thần thể tiên thiên xuất thế, thần thể tiên thiên, tuân chịu khí vận thiên địa, nắm giữ thần thông người bình thường không thể tưởng tượng được đại hoàng tử chính là tinh thể thanh cương lúc mới sinh ra quả thực cũng có hiện ra dị tượng nhưng quy mô còn xa mới có thể lớn được giống như hiện tại chỉ có khu vực hoàng cung có khả năng thấy được hơn nữa thời gian kéo dài cũng vô cùng ngắn nếu như đây là thần thể xuất thế đẳng cấp thần thể này tất nhiên vượt xa so với đại hoàng tử thần thể xuất thế sao kim tam ngân ngẩng đầu nhìn trời nhíu mày hiện tại hoàn cảnh trời đất còn không có khôi phục lại có thần thể tuân theo khí vận của thiên địa đến trái đất không thể không nói, điều này rất châm trọng. Hắn lắc đầu, chỉ có điều, thần thể tiên thiên có liên quan trọng đại. Nếu như để cho kim gia ta đoạt được, cố gắng bồi dưỡng một chút, nhiều lắm là 20 năm nhất định thành đại khí. Trong lòng lão phu có cảm giác, trời đất khôi phục, sau khi dừng lại một chút ngắn ngủi, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu như kim gia ta có một thần thể, vừa lúc nhân cơ hội này trưởng thành rất nhanh, sau này nói không chừng có thể xưng hùng tinh vũ. Lập tức phát động thế lực gia tộc, tìm kiếm vị trí thần thể hạ xuống. tuy rằng hậu thiên cũng có thể hình thành thần thể, nhưng so với thần thể tiên thiên vẫn có chỗ thua kém hơn rất nhiều. đây là trời muốn kim gia ta hưng thịnh, trời đất dị tưởng tứ hoàng tử của yêu tộc nhíu mày. điều này chỉ có hai loại khả năng: một là người nào đó lấy được thành tựu kinh người, dẫn tới trời đất phát ra cảm ứng; hai là có thần thể tiên thiên xuất thế, thần ma đầy trời, năm xưa đều là cường giả của thiên hải tinh, nhận được trời đất tán thành, có khả năng in vào đại đạo thiên địa ánh mắt hắn trở nên sắc bén đại thế buông xuống ta phải nắm lấy thời cơ quật khởi sau này ta cũng phải trở thành cường giả có thể bị trời đất công nhận vĩnh viễn truyền lại ở đời sau chỉ có điều nếu như nhân tộc xuất hiện một thần thể tiên thiên sau này lớn lên đối với yêu tộc ta cũng không là một chuyện tốt tìm ra người này mang về có người nói thần thể tiên thiên có thể chế thành dược sử dụng có thể được một môn thần thông cho dù không bằng thần thể tiên thiên cũng có thể khiến thực lực của ta tăng lớn ùm ùm thân thể lăng hàn phát sinh biến hóa kinh thiên động địa từng gông cùm xiềng xích bị nghiền nát khiến trình tự sinh mệnh của hắn bay vọt nhưng cũng trong lúc đó trường hồng quả đã giảm xuống sau khi lăng hàn đánh vỡ đạo gông cùm xiềng xích thứ tư dược lực của một trường hồng quả cuối cùng cũng dùng hết nhưng tiến hóa này vẫn rất mạnh hãy còn chưa kết thúc nếu muốn tiếp tục nữa phải tiêu hao bản nguyên của bản thân trực quan nhất là tổn hại khiến thọ nguyên giảm đi lăng hàn cắn răng một cái quyết định tiếp tục theo lý luận, dựa theo tỷ lệ thời gian thế giới nguyên và bên ngoài, hắn cũng khoảng 2 tuổi. Sau khi dảo bước tiến lên thất biến, thọ nguyên của hắn thế nào cũng có hơn 200 năm. Cho nên, tổn thất một chút thọ nguyên, hắn không thể giống như tôn kiếm phương lúc trước. ầm ừ, trình độ tính mạng vẫn còn tiếp tục nâng cao, nhưng không có trường hồng quả bổ sung sức sống tính mạng. Lăng Hàn chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên của bản thân, đẩy mạnh nâng cao cấp bậc của tính mạng. Điều này làm cho hắn cảm thấy suy yếu mãnh liệt và trống rỗng, giống như mất đi thứ gì. Thọ nguyên, nhìn không thấy, sợ không được, bốp, đạo gông cùng xiềng xích thứ năm bị phá tan, nhưng mà tiến hóa này lại có thể không dừng lại. Dựa vào, người muốn chỉnh chết ta sao? Lăng Hàn vừa vui mừng, bởi vì đánh vỡ gông cùng xiềng xích càng nhiều, hắn sẽ càng mạnh. Nhưng mấu chốt là, hắn bây giờ không có bảo quả tính mạng, chỉ có thể thiêu đốt bản nguyên của mình. Lăng Hàn cắn răng, tiếp tục, hồi lâu sau, gông cùng xiềng xích thứ sáu cũng bị phá tan, sau đó còn có đạo thứ bảy, thậm chí đạo thứ tám. Mãi đến khi gông cùng xiềng xích thứ chín cũng bị phá tan, tiến hóa lần này cuối cùng mới ngừng lại. Chín đạo gông cùng xiềng xích, Lăng Hàn cũng không biết là nên cao hứng hay là khóc. Cao hứng là lần này biên độ trình tự tính mạng của hắn tăng lên vô cùng lớn. Gần như tương đương với nhảy vọt hai biến, nhưng dù vậy, bản nguyên của hắn tiêu hao chắc hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ ít đi 30 năm thọ nguyên, thậm chí 50 năm, 100 năm hắn cũng không có lo lắng quá nhiều, bởi vì hắn gần đột phá cực cốt, mà một khi dảo bước tiến lên cực cốt cảnh, hắn có thể lấy được 50 năm thọ nguyên. Cho dù hiện tại thời gian của hắn không nhiều, lại có 50 năm thọ nguyên này, cũng đủ để cho hắn nhảy vào minh văn, khai khiếu cảnh. Hắn tự điều tra thân mình, phát hiện máu của hắn lại có thể vẫn chưa hoàn toàn biến thành màu đỏ, vẫn có ánh sáng kim cương mờ nhạt. Trình tự sinh mệnh của hắn tăng lên, nhưng tu vi còn không có tăng theo chờ tới thời điểm hắn đạt được thất biến đỉnh phong có khả năng biến thành màu đỏ thuần túy chờ một chút lang hàn đột nhiên phát hiện vừa rồi hắn không phải lấy thần thức quan sát mà là sử dụng mắt thường nếu không thần thức lại không nhìn thấy màu sắc nhưng sao có thể như vậy được hắn giơ tay lên hắn nhìn thấy chính là một cánh tay hoàn toàn bình thường cũng không nhìn thấy xương còn có máu lưu chuyển nhưng lang hàn khẳng định vừa rồi hắn nhìn thấy cũng không phải là huyễn tưởng tâm hắn thoáng động tập trung lực lượng ở hai mắt nhất thời thế giới lại khác hẳn thời gian hình như chậm lại hắn thấy có một con muỗi ngoài một trượng đang vỗ hai cánh mà cho dù khoảng cách xa như vậy muỗi lại nhỏ như vậy hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng hoa văn trên mỗi cánh của con muỗi tim hắn liền kích động thế giới lập tức khôi phục bình thường lang hàn lộ ra vẻ vui mừng hắn tu luyện ra một môn thần thông có chút giống như đồng thuật của nhị hoa sau khi phát động có thể thấy rõ chi tiết thậm chí vượt qua thời gian nhưng bây giờ còn chưa có mạnh giống như nhị hoa. Nhưng Lăng Hàn tin tưởng, đây là hình thái trưởng thành. Sau này theo tu vi của hắn nâng cao, sẽ trở nên càng lúc càng mạnh. chương 3791, Miu Công Tử lại tới. Đây là năng lực mở ra sau khi đạt được thất biến. Lăng Hàn cười to, thực sự quá tuyệt vời. Điều này bất luận là sử dụng ở trong chiến đấu, hay là dùng tới phá trận, đều kỳ diệu vô cùng. Hắn đứng lên, cũng không khỏi cảm thấy suy yếu, Yếu chút nữa lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đây là do bản nguyên sinh mệnh bị tiêu hao nghiêm trọng. Hắn liền vội vàng lấy ra một viên bổ huyết đan ăn vào. Sau khi ăn vào một viên, cảm giác suy yếu vẫn còn hết sức mãnh liệt. Hắn vội vàng lại uống thêm một viên. Hắn xuất quan, bảo tiểu thị nữ làm một bữa tiệc lớn. Hắn ăn ngấu nghiến, a à, phụ thân, tóc của ngươi, thấy lăng hàn đi ra, sáu tiểu hài tử đều nhảy qua, kinh ngạc kêu lên. Tóc của ta thế nào, Lăng Hàn lấy ra một cái gương soi vào, hắn cũng kinh ngạc, hắn lại có bạc trắng cả đầu. Đúng rồi, bản nguyên tính mạng đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng, khiến cho hắn một đêm đầu bạc. Thật sao, đây không phải là chưa già đã yếu. Xuyên qua cái gương, Lăng Hàn có thể thấy thân thể mình rất rõ ràng lộ ra sự suy yếu. Rõ ràng gương mặt nhìn vẫn chưa tới 20, lại lộ ra một khí tức suy yếu mãnh liệt. Không có bảo quả mạng sống đi tu luyện hồi phục, xem ra hắn phải mang mái tóc bạc một hồi. Phụ thân, người thật là lợi hại à nhị oa lại gần nói phụ thân lợi hại tứ oa ngu oa nói theo lăng hàn cười ha ha nói tạm được hắn còn không biết mình dẫn động ra hiện tượng thiên địa kỳ lạ phụ thân thực sự khiêm tốn dẫn động hiện tượng thiên địa kỳ lạ vẫn bình tĩnh như vậy nhị oa lại nói ừ cho dù là tam oa cao ngạo cũng gật đầu cái gì lăng hàn sửng sốt hiện tượng thiên địa kỳ lạ gì hóa ra phụ thân ngươi căn bản không biết sáu hài tử đồng thời lắc đầu ở dưới sự truy hỏi của Lăng Hàn, hắn mới biết được có chuyện gì xảy ra. Hóa ra đột phá thất biến có thể dẫn động hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Ở trong lòng Lăng Hàn thầm nói, chân tướng này để nó vĩnh viễn chôn vùi. Ngoại trừ nhị hoa có thể đuổi tìm bản nguyên, những người khác chỉ tưởng là thần thể tiên tiên xuất thế, dù thế nào cũng sẽ không nghi ngờ đến trên người của hắn. Chuyện này một khi bị đưa ra ánh sáng, hắn tất nhiên sẽ thêm vòng ánh sáng nữa, nhưng sẽ đưa tới rất nhiều thế lực mơ ước, một người có thể dẫn động hiện tượng thiên địa kỳ lạ Ta không thể sử dụng, vậy giết chết Cái này cũng không khoa trương Cho nên khi thực lực còn chưa có Lăng hàn cần phải khiêm tốn một điểm Không giống trận đạo và đan đạo Những cái này đều thuộc về trợ giúp Cho dù lăng hàn ở hai phương diện này Đạt được lại thành tựu kinh người Cũng sẽ chỉ làm cho thế lực khác muốn Để cho hắn quy thuật Hoàn toàn có thể từ từ đến Sẽ không khiến cho người ta cảm thấy uy hiếp Phó đạo lại khác nhau Chỉ có một lão đại giống như Trần Phong Viêm nhất thống thiên hạ, ai dám nghịch hắn. Thực lực à thực lực, ánh mắt Lăng Hàn lập lòe, sau khi đột phá thất biến, Lăng Hàn cuối cùng có tư cách kiêu ngạo nhìn cùng dai. Trừ hắn ra, bên trong huyền Bắc Quốc vẫn không có ai dẫn động từng hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Chứng minh hắn ở hoán huyết cảnh đã tu luyện đến trình độ chưa từng có ai đạt được. Phụ thân, bản nguyên của phụ thân bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nhị oa triển khai đồng thuật, phẩn thận quan sát tề phía lăng hàn c Lăng Hàn gật đầu, ở dưới tình huống không có sinh mạng bảo quả, hắn còn xé ra năm đạo gông cùng xiềng xích, khẳng định tiêu hao rất nhiều sinh mạng bản nguyên. Tổn thất chỉ ít 100 năm thọ nguyên, nhị hoa nghiêm nghị nói. Hơn nữa, đạo cơ đều có chút tổn hại, cần phải nhanh chóng chữa trị. Bằng không sau đó sẽ có vấn đề lớn, đạo cơ đều hư hại, lang hàn bị dọa cho giật mình, thọ nguyên cắt giảm hắn cũng không phải sợ. Dù sao thời gian hắn còn có thể sống cũng đủ dài, trung quy có biện pháp bù đắp lại. Nhưng đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, không sao, ăn nhiều bảo quả sinh mạng một chút là có thể chữa trị." Tam Hoa không chút để ý nói. "Đúng, Nhị Hoa gật đầu, hơn nữa, chỉ cần lão thất xuất thế, nàng cũng có biện pháp giải quyết vấn đề bản nguyên của phụ thân bị hao tổn." Lang Hàn kinh ngạc, thất Hoa đến cùng có năng lực gì? Hắn ăn một bữa, cố gắng nghỉ ngơi một chút, sau đó hắn không khỏi tràn ngập tò mò đối với thực lực của mình. Đột phá thất biến, hắn biết mình khẳng định rất mạnh nhưng đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào, máy đo lực khẳng định không thể dùng, giới hạn trên đó cũng chỉ có thể đoán ra lực lượng một ngàn vạn cân. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có thể lấy lực lượng nhất cốt để tiến hành so sánh. Hắn bảo Đại Hoa cùng mình so chiêu, kiểm tra lực lượng của hắn. Kết quả, lực lượng của hắn đã đột phá nhất cốt, nhưng còn chưa tới nhị cốt. Tốc độ lại tăng như gió bão gấp đôi vận tốc âm thanh. Một khi triển khai phi toa bộ, lại không có đột phá gấp ba lần vận tốc âm thanh mà là khoảng 2,7 lần. Điều này là bởi vì đẳng cấp bản thân phi toa bộ không đủ cao. Theo tu vi của hắn nâng cao, trợ giúp đối với hắn càng ngày càng nhỏ. Có lẽ khi hắn đạt được khai khiếu cảnh, có cần phi toa bộ hay không đã không có khác biệt. Phải chuẩn bị lấy một bộ thân pháp mới. Điều khiến cho Lăng Hàn rất vui mừng chính là, lực tinh thần của hắn lại có bước tiến nhảy vọt, có thể nắm lên đồ nặng chừng trăm cân. Bởi vì đột nhiên tăng mạnh như vậy, tốc độ hắn huy động phi kiếm lại đạt tới gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Điều này đủ để cho cực cốt cảnh rõ ràng thấy được nhưng căn bản không kịp làm ra động tác né tránh và chống đỡ. Nói cách khác, có thể giết chết cực cốt cảnh trong nháy mắt. Phụ thân, niệm lực của phụ thân đạt tới cấp tứ tinh, đã vượt quá cảnh giới. Lục Hoa nói, Lăng Hàn nhìn về phía một đoàn không khí, có một cảm giác hơi xấu hổ. Nói chuyện với một đoàn không khí, hoặc là một đoàn không khí nói chuyện với ngươi, nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên. Cái cấp tứ tinh này là đánh giá thế nào? Hỏi hắn Bởi vì ngũ hoàng tử của yêu tộc hình như cũng từng đánh giá hồng thiên bộ như thế Nhiệm lực cấp tứ tinh tương đương với minh văn cảnh Cấp ngũ tinh tương đương với khai khiếu cảnh Cấp lục tinh tương đương với tầm bí cảnh Lục Hoa giải thích Hóa ra như vậy lang Hàn thầm nghĩ Lại nói Nếu như sắp xếp theo sơ Trung Cao cùng với cấp tông sư Tới minh văn cảnh sẽ chấm dứt Trường 3792 Lại bị đánh bại một Chỉ có điều trước đó người mạnh nhất phó đạo cũng không quá khai khiếu điều này khiến những người khác cũng tu luyện niệm lực không quá cấp ngô tinh quả thực sử dụng một bộ sơ trung cao này phân cấp là đủ rồi lang hàn lắc đầu hắn không giàu dĩ ở phía trên điểm này dù sao đây chỉ là một xương hô mà thôi giống như thông mạch cảnh cho dù gọi là thiên thượng cảnh cửu thiên cảnh lại như thế nào hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn trở lại nơi ở mới biết được miêu công tử yêu tộc đã từng tới khiêu chiến bị hắn đánh bại bị hắn đánh bại lang hàn nhìn về phía nam nữ hài tử các tiểu hài tử đều nhìn về phía hắn lộ ra nụ cười cổ quái được rồi là mấy tên này lang hàn kinh ngạc nghe liên tuyết dung nói miêu công tử này mặc dù là tu vi cực cốt cảnh nhưng chiến lược có thể đạt tới minh văn cảnh bây giờ lại bị mấy nữ hài tử đánh bại xem ra hắn còn đánh giá thấp mấy tiểu hài tử này lang hàn tiếng gầm thét giận dữ từ bên ngoài truyền đến đi ra đánh với ta một trận ai vậy lang hàn buồn bực phổ thân lại là con mèo mốc kia nhị oa liếc mắt thoáng nhìn từng tầng tường lại không ngăn cản được tầm mắt của nàng a à, miêu công tử lại tới miêu công tử đương nhiên phải tới người khác đều cho rằng hắn bị lăng hàn đánh bại chỉ có chính hắn mới biết được chuyện căn bản không phải như vậy cho nên khi hắn bị đưa trở lại trị liệu sơ qua một chút rồi nghỉ ngơi một ngày hắn lại ngóc đầu trở lại ngay cả chính chủ cũng không có gặp được liền bị đánh đuổi xám xịt mặt mày quay về yêu tộc sao hắn làm không được, hắn lại là thiên tài siêu cấp trong thế hệ trẻ yêu tộc, không ném nổi cái mặt này. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định sẽ đi ra gặp cao thủ yêu tộc này. Vừa lúc, hắn vừa đột phá thất biến, đang cần đối thủ tới kiểm nghiệm một chút về cực hạn của lực tinh thần và chiến lực. Chống lại các nữ hài tử, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự ra sát chiêu. Bên ngoài, mọi người lại đang cường thế đứng ngoài xem. Người nói, ra mặt yêu tộc tại sao dày như vậy? vừa bị đánh ngất xỉu nâng đi, hiện tại lại có thể tới. Hắc, lần trước ngũ hoàng tử bị đánh bại, bây giờ không phải là lại tới tứ hoàng tử gì đó sao? Đây là truyền thống, a à, hóa ra yêu tộc đều không biết xấu hổ như vậy. Người xung quanh bàn luận ẩm ý, có vài người còn nói rất lớn tiếng, hoàn toàn không sợ bị miêu công tử nghe được. Ai bảo miêu công tử trước đó quá mức kiêu ngạo, đánh rất nhiều người trong học viện. Hiện tại tất nhiên là người người đều muốn đạp hắn một cái trên mặt miêu công tử đầy vẻ lạnh lùng hắn xin thề lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại đi vào hắn muốn để cho lăng hàn đi ra cùng hắn quang minh chính đại đánh nhau một trận hắn sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại lăng hàn lập ra uy phong cho yêu tộc két cánh cửa mở ra một người đi ra mái tóc xám trắng khiến người ta cảm giác là một lão nhân vô cùng tang thương ai vậy chưa nghe nói qua ở trong học viện còn có thể có một lão bộc nhưng khi mọi người thấy rõ khuôn mặt của người tóc bạc này mỗi người lại lộ ra vẻ kinh hãi đó lại là lăng hàn làm sao có thể chứ đó không phải là một người trẻ tuổi anh khí bừng bừng phấn chấn sao ta biết hắn nhất định là mạnh mẽ đột phá thương tổn tới bản nguyên có người nói đúng chỉ có giải thích này thương tổn bản nguyên một đêm đầu bạc lần này xong rồi nghe nói thời điểm hắn ở trong cuộc so tài săn bắn lại mạnh mẽ đột phá hiện tại lại tới một lần thảo nào mặt mày tiều tụy như vậy ai như vậy không phải là tự mình đánh hỏng một lá bài tốt sao? Tất cả mọi người lại lắc đầu, có vài người cảm thấy vô cùng đáng tiếc, có vài người lại lộ ra nụ cười lạnh. Lăng Hàn nếu như thật sự trở thành Hồng Thiên Bộ thứ hai, vậy không phải bọn họ sẽ lại bị ép tới không ngẩng đầu lên được, gặp cả người xuống sao? Miêu công tử cũng lộ ra nụ cười lạnh, hóa ra trước đó Lăng Hàn thật sự là đang bế quan. Đáng tiếc, nhân tộc ngu xuẩn này lại hoàn toàn gài bẫy cho mình đi vào. Lăng Hàn có dám cùng ta quyết đấu hay không? Hắn hỏi, Lăng Hàn nhìn về phía hắn quan sát từ trên xuống dưới một hồi, nói. Người có tư cách gì cùng ta quyết đấu? Điều này, tràn đầy khinh thường. Miêu công tử nhất thời lại nổi giận, nhưng mạnh mẽ đè xuống lửa giận, nói. Ta là thiên kiêu siêu cấp của Việt Triều, ở trong những người trẻ tuổi thiên phú lại đứng vào trước 20, còn chưa đủ tư cách đánh với người một trận sao? Lăng Hàn móc móc lỗ tai, miễn cưỡng đủ để bị ta đánh cho một trận, làm càn, miêu công tử không nhịn được nữa veo thân hình hắn thoáng động liền xông về phía lăng hàn gấp ba vận tốc âm thanh vô cùng khủng khiếp lăng hàn lấy bất biến ứng vạn biến thân hình bất động chỉ là đánh ra một quyền miêu công tử cười lạnh hắn lại là tu vi tứ cốt chiến lực còn bước vào minh văn cảnh sẽ sợ hãi cùng một tên hoán huyết cảnh chính diện liều mạng sao không chịu nổi một đòn hắn nói vung một chảo lên cao về phía lăng hàn phát ra năm đạo kinh khí sắc bén vô cùng ầm um, Lực quyền cùng lực chảo va chạm vào nhau, nhất thời hình thành sóng xung động lớn, cả hai bị chôn vùi. Cái gì, miêu công tử sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu tình khó mà tin được. Lực lượng của Lăng Hàn lại có thể không kém hơn so với mình quá nhiều. Nhân tộc này chỉ là hoán huyết cảnh, nếu như hắn là lần đầu tiên cùng Lăng Hàn giao đấu, vậy hắn sẽ nghĩ không có vấn đề gì, có thể chậm rãi phát huy, tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ lại khác, hắn đã bại bởi Lăng Hàn một lần, hắn phải thắng một trận thật đẹp, sửa lại danh cho mình ầm um, hắn lập tức xôi trào huyết khí tiến vào trạng thái bạo phát dù sao yêu tộc bạo phát bất cứ lúc nào có thể dừng lại chỉ có thời gian tổng lại là hạn chế nhân tộc nho nhỏ hắn lại xuất khích đạt tới gấp 3,5 lần vận tốc âm thanh điều này làm cho hắn huyết cảnh ngay cả chống đỡ cũng khó khăn thực là quá nhanh hiện tại lực lượng của hắn có thể so sánh với nhất văn bất luận là lực lượng hay tốc độ hắn đều hoàn toàn chiếm thượng phong còn có khả năng thua sao Vèo, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy được phía trước có một đạo hàn quang bắn về phía hắn, tốc độ nhanh kinh người. Đến, gấp 6 lần tốc độ âm thanh, chương 3793, lại bị đánh bại hai. Bản thân hắn lại có tốc độ gần gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Thêm hàn quang này lại lấy tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh kéo tới. Vậy tốc độ bắn tới tất nhiên nhanh tới mức không có cách nào hình dung. Miêu công tử vô cùng kinh ngạc, gấp 6 lần vận tốc âm thanh, ngươi đùa gì thế? hắn chính là toàn lực ứng phó, đánh ra công kích cũng chính là gấp 4 vận tốc âm thanh. Gấp 6 lần vận tốc âm thanh cũng quá khoa trương, hơn nữa ở dưới vận động tương đối, đây chính là gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Mắt thấy hàn quang trong nháy mắt cũng đã tập kích đến, hắn không thể làm gì khác hơn là đem lực lượng tất cả ngưng ở hàn quang gần tập kích đến nơi, cứng rắn đỡ một đòn này. Phụt, máu tươi bắn ra, chỉ thấy trên vai miêu công tử đã có thêm một thanh tiểu kiếm, trực tiếp ngập tớn cán ngươi miêu công tử không khỏi hoảng sợ phòng ngự của hắn gần như không đưa đến tác dụng gì phi kiếm vẫn hoàn toàn chen vào mà nếu như lang hàn nhắm chính xác không phải là vai mà là trái tim hắn bây giờ còn có mạng sao cho dù ra mặt miêu công tử dày nữa cũng không thể không thừa nhận mình đã thua hơn nữa còn là bởi vì lang hàn không muốn hạ sát thủ nếu không hắn đã chết thanh kiếm thì lưu lại đi đi lang hàn thản nhiên nói hắn và yêu tộc cũng không có thâm cừu đại hận gì Hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt, sắc mặt Miêu công tử liên tục biến đổi, hắn thua rất oan, hắn hoàn toàn không ngờ được Lăng Hàn còn có một chiêu này. Niệm lực cấp tứ tinh, hắn cắn răng nói, hơn nữa còn có thể dễ dàng dịch chuyển đồ vật, ta thực sự coi thường ngươi, nếu như sớm biết rằng Lăng Hàn chính là đại sư niệm lực, hắn tuyệt đối sẽ không muốn đi chiến đấu gần người với Lăng Hàn. Cứ kéo dài khoảng cách chậm rãi đánh là được, không có cách nào, tuy rằng mỗi người yêu tộc đều có thiên phú dị bẩm, gần như đều có thể vận dụng năng lượng cấp độ cao. Nhưng trên thực tế lại ít có đại sư lực tinh thần. Tất cả thiên phú ở trên thể phách, từ nhỏ cường hãn. Ông trời là công bằng, người cũng không thể chiếm hết mọi tiện nghi đi. Cho nên, miêu công tử căn bản không có nghĩ đến lăng hàn lại còn có thể lấy niệm lực dịch chuyển đồ vật. Kết quả hắn lại bị một chiêu đánh bại, hắn rút thanh tiểu kiếm ra, phụt, máu tươi phun ra, hắn lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào, vứt thanh tiểu kiếm trên mặt đất, quay người lại, tung người bay đi. Hai lần bị đánh bại này, hắn không thể viên vào bất kỳ lý do gì. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, các học viên ai cũng hô to. Trận chiến đầu tiên bọn họ căn bản không có nhìn thấy được. Miêu công tử lại đột nhiên thất bại. Hiện tại một trận chiến này, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy, tất nhiên khiến cho bọn họ hưng phấn. Tuy rằng, thật ra một trận chiến này bọn họ cũng không có thấy rõ, chỉ thấy Miêu công tử đột nhiên lại trúng một kiếm. Dù sao, lăng hàn đặc biệt rất lợi hại là được Hừ, có cái gì để đắc ý hai lần hao tổn bản nguyên căn bản không có khả năng đột phá cực cốt cảnh có người đỏ mắt ở đó nói lời châm chọc cút sang một bên nếu như ngươi có thể đánh bại yêu tộc chính là ngươi chiến đấu xong lập tức lại tê liệt ta cũng cả đời phục ngươi người này lập tức bị phản bác đây chính là kiêu ngạo của một chủng tộc ngươi lại còn hắt nước lạnh có lương tâm hay không đúng vậy lăng hàn vì đánh bại yêu tộc không tiếc tiêu hao bản nguyên đột phá đây là hành vi vĩ đại tới mức nào, ngươi lại còn dám hát nước bẩn, đánh chết tên khốn kiếp này. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đều lao vọt về phía người kia. Rất nhanh người kia đã bị nhấn chìm, lang hàn lại sững sờ, hắn không có vĩ đại như vậy, hắn muốn trở nên mạnh mẽ và yêu tộc làm gì có một xu quan hệ nào chứ. Thôi đi, hắn lười giải thích, lang hàn nhìn về phía mọi người cười, sau đó trở lại trong phòng. Vấn đề hiện tại là, tìm được bảo quả sinh mạng bằng không hắn trăm triệu không dám đột phá cực cốt cảnh làm vậy thật sự là muốn chết lăng hàn đánh một trận lại kích thích nên phong vân ở đế đô trước đó yêu tộc lòng tin tràn đầy cho rằng vũ văn hống có thể đánh bại hồng thiên bộ miêu công tử lại có thể hoàn mỹ giải quyết lăng hàn ở toàn bộ các phương diện chứng minh yêu tộc mạnh mẽ hơn so với nhân tộc nhưng ở dưới tình huống nắm chắc ưu thế một cảnh giới lớn miêu công tử lại bị đánh bại rất thảm bởi lăng hàn bảo yêu tộc làm sao chịu nổi điều này chỉ là sau một ngày yêu tộc Vũ Văn Hống liền buông lời về phía Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn có thể ở dưới công kích của hắn chống đỡ 10 giây, xem như Lăng Hàn thắng. Tin tức truyền ra, nhất thời lại dẫn phát chấn động. Một cường giả minh văn cảnh lại có thể khiêu chiến về phía hoán huyết cảnh. Còn muốn mặt mũi nữa không? Ngăn cản 10 giây, Lăng Hàn mỉm cười, nhìn về phía hiên viên định quốc. Tin tức này chính là do đối phương mang đến. Hắn không để ý lắm, trái lại hỏi. Người bận rộn như ngươi, Thế nào lại có thời gian rảnh rỗi sang đây thăm ta? Ngươi thật đúng là biết gây chuyện lớn." Hiên Viên Định Quốc lắc đầu, trên mặt lại tràn ngập sự bội phục. Gia Hỏa kia thực sự biết lăn qua lăn lại, sớm muộn sẽ làm cho trái tim nhỏ của hắn cũng không chịu được. "Có sao?" Lăng Hàn thuận miệng nói, hoàn toàn không để ở trong lòng. "Này, Vũ Văn Hống cũng đang tuyên chiến về phía ngươi." Hiên Viên Định Quốc nói, "Ngươi là không biết Gia Hỏa kia khủng khiếp thế nào, Hồng Thái sư đã từng cùng hắn giao đấu qua." kết quả một chiêu còn không có đưa ra trực tiếp bị một tiếng gầm thét làm chấn động gục xuống lang hàn gật đầu người này mặc dù là tu vi minh văn cảnh nhưng chiến lực đạt tới khai khiếu cảnh bằng không cũng sẽ không lấy hồng thiên bộ làm mục tiêu ngươi nếu biết vậy chắc hẳn là hiểu rõ ràng căn bản không có khả năng nhận được công kích của hắn trong 10 giây hiên viên định quốc nghiêm nét mặt nói lang hàn cười ngươi là tới khuyên ta không nên ứng chiến đương nhiên hiên viên định quốc gật đầu Chúng ta lại là đồng bọn hợp tác, nếu như người bị giết chết, ta chẳng phải là thua thiệt lớn sao?" Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Hắn là Minh Văn Cảnh, ngươi lại là Hoán Huyết Cảnh. Không ứng chiến cũng sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi. Ngược lại ứng chiến, người khác mới có thể chê cười đầu óc ngươi có bệnh." Chương 3794, có tiền đặt cược là được. lang Hàn lộ ra sắc mặt cổ quái, nói, "Chiếu theo như lời ngươi nói vậy, ta thật sự đầu óc có bệnh." Hiên viên định quốc đầu tiên là sừng sốt, sau đó hít khí lạnh. Ngươi thật sự muốn ứng chiến, 10 giây mà thôi, cũng không phải thật sự đánh thắng người này. Lăng Hàn mỉm cười, thần sắc ung dung, hiên viên định quốc thật lâu không nói gì, sau đó mới chậm rãi hít sâu, nói. Ngươi nhất định là điên rồi, Lăng Hàn cười nhạt ung dung, dĩ nhiên, ta cũng không có đạo lý nào ứng chiến không công. Ừ, nhân cơ hội hãm hại hắn một chút, hắn nhìn về phía hiên viên định quốc, ngươi giúp ta đi ước chiến, Lan, ta mới không giúp người đi chịu chết, hiên viên định quốc kiên quyết nói. Nhưng mà, khi sau khi hắn rời đi, hắn đã giúp Lăng Hàn cách không tuyên chiến về phía Vũ Văn Hống. Lăng Hàn có thể ứng chiến, nhưng có điều kiện, đó chính là kiên trì tròn 10 giây, Vũ Văn Hống sẽ thua hắn năm bảo quả sinh mạng. Hơn nữa, Vũ Văn Hống ít nhất phải chuẩn bị cho tốt 20 bảo quả sinh mạng. Thiếu một quả cũng không làm, tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, có đánh cực như vậy sao? Lẽ nào Lăng Hàn còn tưởng rằng mình thật có thể chịu được công kích mạnh mẽ của Vũ Văn Hống 10 giây? Tin tức truyền tới chỗ của yêu tộc, Vũ Văn Hống còn chưa có biểu đạt gì, tứ hoàng tử đã vung tay lên, đáp ứng. Không phải chỉ là bảo quả sinh mạng thôi sao? Theo người khác đây là trí bảo, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ có một chút giá trị mà thôi. Hoàng thất của yêu tộc lại chiếm gần trăm cái di tích cổ. Bên trong đủ bảo quả sinh mạng, hơn nữa, tỷ lệ yêu tộc sinh dục thấp, tổng cộng mới có sáu gã hoàng tử tài nguyên tu luyện tuyệt đối là giàu có dư thừa vấn đề tiền đặt cược đã giải quyết xong còn lại chính là thời vấn đề gian và địa điểm lăng hàn quyết định thời gian lại ở ba ngày sau yêu tộc lại quyết định địa điểm vẫn là bãi săn bắn hoàng gia ngã ở đâu lại đứng lên ở đó yêu tộc vẫn rất có nghị lực lăng hàn đáp ứng phụ thân để cho ta đi đánh cho tên khốn kiếp kia ngã nhào đại hoa hừ hừ nói tiểu bạo lực điên cuồng lại bắt đầu ngứa tay lăng hàn lắc đầu Chiến lược của Vũ Văn Hống có thể đạt tới khai khiếu cảnh, trên xa so với ngươi. Đánh nhau quá mệt, có lẽ Đại Hoa có thể chống đỡ được 10 giây, nhưng nếu chẳng may bị thương thì sao? Đây là điều Lăng Hàn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đại Hoa phiền muộn, Lăng Hàn nói chính là sự thực, nàng không thể không thừa nhận. Đáng giận, chỉ cần để cho ta lại lớn thêm một chút, đánh khai khiếu cảnh cũng giống như đánh tôn tử. Nàng không vui nói, Lăng Hàn cười ha ha, lần này, Tam Hoa lên. Tam Hoa cao ngạo cười, thân nàng giống như tường đồng vách sắt, dành nhất về ứng phó loại cục diện này. Yêu tộc coi tiền như rác, phải cố gắng hãm hại một chút, hai mắt lăng hàn tỏa ra ánh sáng, bình thường hắn đi đâu lừa được nhiều bảo quả sinh mạng như vậy. Hiện tại hắn đang cần, yêu tộc lại gào thét đưa tới. Thực sự là người tốt, hi hi, các tiểu hài tử đều cười, mỗi một người bộ dạng rất giống với kẻ trộm. Muốn nói tính cách của các nàng là trời sinh, nhưng thuộc tính bẫy người như vậy tuyệt đối là theo Lăng Hàn mới hình thành. Cái nồi này, Lăng Hàn nhất định phải đeo. Được, nhân lúc ba ngày này, ta phải cố gắng chuẩn bị một chút. Lăng Hàn thì thào, khó gặp được một kẻ coi tiền như rác, nhất định phải cố gắng hãm hại, dùng sức hãm hại, mạnh mẽ hãm hại hắn một lần. Lăng Hàn chuẩn bị, hắn nhất định sẽ cho yêu tộc một niềm vui bất ngờ cực lớn. Thời gian ba ngày tất nhiên thoáng một cái đã trôi qua. Trong lúc đó, đám người Liên Tuyết Dung, Ân Tú Tinh như Hoa Thanh, Cát Thu Nguyệt đều đi tìm hắn, hy vọng tay hắn hủy bỏ vụ đánh cược tới Vũ Văn Hống. Làm như vậy, nhìn thế nào cũng là hành động đi tìm chết. Lăng Hàn khăng khăng làm theo ý mình, cố ý đánh một trận, khiến cho Liên Tuyết Dung và Ân Tú Tinh đều tức giận bỏ đi. Ngày thứ tư, mọi người đều đi tới bãi săn bắn hoàng gia, chuẩn bị xem kịch vui. Tuy rằng trận đấu này rất có khả năng lại kết thúc ở bên trong một hai giây, nhưng tất cả mọi người vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh chỉ có điều lần này mấy hoàng tử xếp hạng sát đầu đều không có ở đây chỉ có loại hoàng tử không có tiền đồ giống như trần kinh nghiệp cổ hạng minh cũng ở đây hắn biết mình đã bị lăng hàn ném lại rất xa phía sau nhưng ở dưới lòng ghen tị làm khó dễ hắn vẫn hy vọng lăng hàn bị đánh bại tốt nhất là bị yêu tộc giết chết ôm tâm tình tương tự còn có phong nhược tiên nàng bây giờ bản thân vẫn là bá tước nhưng không ai còn muốn xuất hiện cùng với nàng chỉ có một quản gia vẫn đang chăm sóc cho nàng nàng muốn nhìn thấy được lăng hàn bị đánh bại lăng hàn bị giết chết như vậy trong cuộc sống tối tăm của nàng sẽ có thêm một chút lạc thú hồ dương tới hồng thiên lượng cũng tới bọn họ là những bại tướng dưới tay của lăng hàn hiện tại cũng không biết là tâm tình gì vừa muốn nhìn thấy được lăng hàn thua vừa không hy vọng hắn thua những người nên tới rốt cuộc vẫn tới yêu tộc vẫn ngồi không hạm đến khí thế đoạt người lăng hàn lại mang theo nữ hài tử và tiểu thị nữ khoan thai đến khi bọn họ bước đến vừa vặn Vũ Văn Hống cũng từ trên không hạm xuống, tản ra sự bá đạo tuyệt thế. Thật là gia hỏa khủng khiếp, hình như không thể yếu hơn so Hồng Thiên Bộ. Đúng vậy, hắn chỉ là vừa đi ra, ta lại không tự chủ được bắt đầu sợ run. Cường giả như vậy, Lăng Hàn làm thế nào ngăn cản được 10 giây? Cũng đủ giết chết hắn mấy trăm lần. Ai, tại sao lại muốn đáp ứng đánh cược chứ? Rõ ràng cảnh giới tranh lệch lớn như vậy, không cần tự tìm khó xử. Lăng Hàn thua thì thua, nhưng mất mặt lại là huyền Bắc Quốc chúng ta. Mọi người đều nói vậy, có vài người lại có thể oán giận Lăng Hàn. Lăng Hàn đi tới trên quảng trường, dù sao chính là chuyện đánh 10 giây, ở quảng trường là được, để tránh hắn phải chạy nhiều. Vũ Văn Hống, hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi dáng người khôi ngô đứng ở trung tâm quảng trường kia. Hắn có một cái đầu giống như đầu của sư tử, nhưng cũng không phải là sư tử. Vũ Văn Hống cũng nhìn về phía Lăng Hàn, lắc đầu, nói. Thực sự buồn cười, làm ra chiến trận lớn như vậy, chẳng qua chỉ là chuyện một quyền của ta giải quyết được. Vẻ mặt hắn khinh miệt, để cho một cao thủ như hắn đi đánh với hoán huyết cảnh, quá hạ giá. Chương 3795, ăn liền hai trận. Lang Hàn cười nhạt, bớt nói nhảm đi, bảo quả sinh mạng mang tới chưa? Vũ Văn Hống nhất thời tức giận, thái độ của ngươi như vậy là sao? Chưa thấy qua gia hỏa nào như vậy, chỉ có một ít bảo quả sinh mạng, ở yêu tộc ta căn bản không coi là bảo bối. Tứ hoàng tử yêu tộc nói, hắn vung tay lên một cái, trên mặt đất liền có thể một cái rổ, bên trong chất đầy bảo quả sinh mạng, ra hỏa tốt, chỉ ít 40 viên, chỉ có điều, chỉ có bản thân tứ hoàng tử của yêu tộc mới biết, hắn cũng có thể lấy ra bấy nhiêu bảo quả sinh mạng như vậy mà thôi. Dù sao bảo quả sinh mạng đặc biệt, so với bảo quả nâng cao tu vi lại muốn hiếm lạ hơn nhiều. Chỉ có điều vì thích thể hiện, biểu hiện một chút về yêu tộc sản vật phì nhiêu, hắn dĩ nhiên mới nói với vẻ thờ ơ như vậy lăng hàn lộ ra vẻ tươi cười rất tốt hắn có thể gài bẫy thật tốt tới chiến vũ văn hống nói lăng hàn khoát tay áo nói gấp cái gì cũng không phải vội vàng đi đầu thai tiểu tử này có thể nói tiếng người hay không thế nào lại có cảm giác bị tức chết như vậy ngược vũ văn hống phập phồng lên xuống hắn thề tuyệt đối sẽ không để cho lăng hàn có cơ hội nhận thua nhất định phải giết chết hắn thành cặn bã lăng hàn mỉm cười nói cũng không biết ngươi là mạnh hay yếu ta phải xem trước một chút, xem người có tư cách cùng ta chiến đấu hay không. Dựa vào, tất cả mọi người không nói gì, người ta lại nắm giữ chiến lực khai khiếu cảnh, như vậy còn chưa đủ tư cách cùng người giao đấu sao. a à, ta đây có một con heo, nếu như người có thể ở trong vòng 10 giây tiêu diệt nó, ta lại cùng người giao đấu. lang hàn sách con heo háo sắc từ trong lòng của tiểu thị nữ qua, quay về phía Vũ Văn Hống nói. Đây là sỉ nhục trắng trợn, Vũ Văn Hống không nhịn được, đầu đầy lông vàng chợt dựng thẳng, hắn thật sự rất muốn giết người, lập tức, lập tức. Người qua đây, hắn lạnh giọng nói, Lăng Hàn lắc đầu, không dám sao, ngực vũ văn hống lên xuống kịch liệt, một lát sau mới nói. Được, ngày hôm nay ta lại nhìn xem thử ngươi có bao nhiêu đường ngang ngõ tắt. Năm viên bảo quả sinh mạng, đừng quên, Lăng Hàn nhìn về phía yêu tộc cứ hoàng tử nói, dựa vào, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Mạng của một con heo giá trị năm viên bảo quả sinh mạng. Trong nháy mắt, tứ hoàng tử yêu tộc cũng có kích động muốn bóp chết lang hàn. Nhưng suy nghĩ một chút, dù sao con heo này nhất định là bị Vũ Văn Hống một quyền đánh chết, không sao. Được, tay hắn lấy ra năm viên bảo quả sinh mạng, lấy một cái đĩa ngọc, đặt ở trên mặt đất. lang hàn cười, rất tốt, như vậy đã buôn bán lời ra năm viên bảo quả sinh mạng. Hắn giơ tay một cái, ở trong tiếng kêu kỳ quái của con heo béo, vút một cái, ném nó rơi trên mặt đất. Vũ Văn Hống hừ một tiếng, tùy ý đánh ra một đạo lực quyền, đánh về phía con heo béo heo béo này chiến lực cặn bã làm sao có thể tránh được nhất thời nó vừa vặn bị đánh trúng nhưng phòng ngự của con heo béo là không thể giải được một đòn này đối với nó dám tổn thương cũng không có tạo thành chỉ là khiến cho nó lật người mấy lần mà thôi ếch ếch heo béo giận dữ người chỉ nắm giữ một chút huyết mạch thần thú sư hống cũng dám ra tay về phía heo đại gia cái gì tất cả mọi người nhất thời kinh sợ cho dù vũ văn hống tùy ý thế nào đi nữa uy lực của một đòn này cũng đủ để giết chết một con heo mấy trăm lần. Nhưng hiệu tại lại hoàn toàn không có thể nào thương tổn được con heo này. Quỷ gì, cho dù là Vũ Văn Hống cũng sướng sờ, hắn tất nhiên biết lực lượng mình đánh ra lớn tới mức nào. Đừng nói một con heo, cho dù là cao thủ hoán huyết cảnh cũng bị đánh bại trong giây lát. Cổ quái, còn có 7 giây, 6 giây, 5 giây, lang hàn ở một bên đếm, những người đến xem chấn động kinh ngạc, quên còn có vụ đánh cược này. Vũ Văn Hống vội vàng ra tay, lại công kích về phía con heo béo. Ầm, 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 con heo béo bị đánh cho bay đầy trời, kêu loạn ss, cực kỳ tức giận. Nhưng những công kích lại hoàn toàn không có tổn thương tới nó. Thời gian 10 giây trong nháy mắt trôi qua, con heo béo bình yên, không có vấn đề gì, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lang Hàn cười nói, hắn đi tới thu năm viên bảo quả sinh mạng vào, Vũ Văn Hống chỉ có phần bất đắc dĩ, hắn chính là có thể so sánh với cường giả khai khiếu cảnh lại có thể không tổn thương được một con lợn thoạt nhìn bình thường. Như vậy bảo hắn làm sao chịu nổi, còn có thể nói cái gì? Còn đánh cược không?" Lăng Hàn cười nói. "Đương nhiên." Vũ Văn Hồng nói, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Lăng Hàn cũng có thể giống như con heo này. Lăng Hàn nhìn về phía tứ hoàng tử của Yêu tộc, phiền thêm năm viên bảo quả sinh mạng, khóe miệng tứ hoàng tử Yêu tộc có chút co giật, thế nào hắn lại có cảm giác Lăng Hàn chính là tới lừa bảo quả sinh mạng. Nhưng bây giờ hắn có thể không đồng ý sao? hắn hừ một tiếng lấy ra năm viên bảo quả lại đặt ở trong mâm ngọc lăng hàn qua đánh một trận vũ văn hống nói từ trước tới nay hắn chưa từng như thế khát vọng đi đánh một hoán huyết cảnh nho nhỏ như vậy bởi vì lăng hàn thật sự khiến người ta căm hận lăng hàn cười hắc hắc nói tam hoa lên tam hoa có vẻ rất bất mãn một yêu tộc ngu xuẩn lại còn muốn để cho phải nàng tự mình ra tay thật là ai nể tình vì phụ thân lừa bảo vật nàng lại đành miễn cưỡng tiểu nha đầu hai tay có một tay bắt chéo sau lưng, tiến vào giữa sân. Dựa vào, một tiểu nha đầu như thế, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, một tiểu hài tử lại có thể cũng muốn đối đầu với Vũ Văn Hống. Điều này cũng quá khoa trương đi, Vũ Văn Hống cũng bật cười, nói, Lăng Hàn, người đang nói đùa sao, bát quái thối tha, người dám xem thường ta, tam hoa giận dữ, vèo, nàng liền xông ra ngoài, a à, cái gì, nàng vừa xông qua như thế, ra đầu mọi người lập tức tê dại. Quá khoa trương, tiểu nha đầu này lại có thể bạo phát ra tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Cực cốt cảnh, mới 2-3 tuổi đã là cực cốt cảnh. Trời ạ, à, thế này bảo người ta làm sao có thể tin tưởng được. Lúc này Vũ Văn Hống mới lộ ra chút thận trọng, hắn quả thực cũng có chút chấn động kinh ngạc. Ở 2-3 tuổi đã là cực cốt cảnh, điều này thực sự kinh người. Nhưng cực cốt cảnh ở trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ như vậy. Hắn vô cùng tùy ý đánh ra một trường. Chương 3796, cách thức lừa gạt chống lại 10 giây. Ầm, um, Trường Phong tập kích đến, thân hình Tam Hoa hơi lệch đi, lại không bị thương chút nào. Luận về phương diện chiến lực, Tam Hoa không phải là người mạnh nhất trong sáu hài tử, nhưng nói đến phòng ngự, nàng tuyệt đối đứng đầu. A, à, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, bọn họ chỉ cảm thấy ngày hôm nay quả thực giống như đang nằm mơ. Một con heo nhỏ màu hồng, một tiểu hài tử, lại có thể trước sau chống đỡ được một người chiến lực khai khiếu cảnh. Điều này bảo người ta tiếp nhận thế nào? Vũ Văn Hống không dám coi khinh Tam Hoa, trong một tiếng hét lớn, toàn lực ứng phó. Nếu như hắn ở trong vòng 10 giây không có cách nào trấn áp một tiểu hài tử, còn mặt mũi gì nữa sao? Nhưng vấn đề là, hắn thật sự không làm gì được Tam Hoa. Thời gian 10 giây trôi qua rất nhanh, Tam Hoa dường như không có việc ấy. Lăng Hàn cười ha hả, lại đi về phía nơi đặt bảo quả, cười nói. Cảm ơn đã chiếu cố, cảm ơn đã chiếu cố. Hắn thu hồi bảo quả hiện tại hắn có 10 quả, chắc hẳn là có thể chữa trị đạo cơ của hắn. Ăn, hắn không chút khách khí, tùy ý lao qua một chút, lại gặm bảo quả. Sắc mặt Vũ Văn Hống đã đen đến cực hạn, hắn rõ ràng nắm giữ chiến lực quét ngang huyền Bắc Quốc, lại có thể gặp khó khăn ở trên người một con lợn nhỏ, một nữ hài tử. Điều này khiến cho hắn nói không ra lời, phiền muộn, cực kỳ phiền muộn, lăng hàn cười, nói, còn muốn theo ta chơi nữa không, tới đi, Vũ Văn Hống trầm giọng nói. Hắn cũng không tin, Lăng Hàn cũng có thể nắm giữ phòng ngự vô cùng. Thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng, Lăng Hàn lại hỏi, tùy ý, Vũ Văn Hống thản nhiên nói. Lăng Hàn nhìn về phía tứ hoàng tử của Yêu tộc, phiền phức thêm năm viên bảo quả sinh mạng, ngươi lại tới, trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi sao? Tứ hoàng tử của Yêu tộc lại lấy ra năm viên bảo quả sinh mạng, đặt ở trong mâm ngọc. Hắn nhịn, lần này là Lăng Hàn tự mình ra trận, không gặp phải biến số giống như con heo nhỏ màu hồng, nữ hài tử cho nên, chỉ cần nhịn một chút nữa, Vũ Văn Hống là có thể đánh cho tên khốn kiếp này một trận đâu. Không, giết chết tên khốn kiếp này, hoán huyết cảnh nho nhỏ, không có khả năng xuất hiện bất ngờ gì. Cho dù hắn đánh bại miêu công tử, Vũ Văn Hống cũng liếc mắt thoáng nhìn, quay đầu, nói. Có thể đánh chưa, Lăng Hàn phất tay, phút phút phút, trên mặt đất nhất thời có thêm 33 cây trận cơ. Đến đây đi, trận pháp, Vũ Văn Hống cười lạnh, hắn đã sớm tìm hiểu qua, hiện tại trận sư nhân tộc tối đa cũng chỉ đạt tới cấp tông sư bố trí đi ra trận pháp tối đa là đánh một vài minh văn cảnh đúng vậy hắn quả thực cũng là minh văn cảnh nhưng chiến lực lại là cấp bậc khai khiếu cảnh trận pháp gì có thể ngăn cản hắn hư hắn vừa ra tay là có thể phá được trận pháp sau đó lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại giết chết lăng hàn trong lòng hắn thầm nói bị lăng hàn hai lần ba lượt trêu chọc trong lòng hắn đã dâng lên sát ý hắn liền xông ra ngoài muốn lấy một phong thái khí thế bá đạo nhất phát trận pháp, nghiền ép giết lăng hàn thành cặn bã. Nhưng khi hắn vọt vào trong trận pháp, hắn lập tức phát hiện ra điểm không thích hợp. Một lực lượng đáng sợ tác động, khiến cho tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Sau đó thắt lưng cũng không tự chủ được cúi gập xuống. Vũ Văn Hống không khỏi biến sắc, lực lượng này cũng quá kinh khủng. Phải biết rằng, trận pháp này là dùng để trấn áp kim cương đại soái. Đặc điểm lớn nhất của kim cương đại soái là cái gì? Khổ luyện kim cương, phòng ngự khó giải, cho nên 33 tầng kim cương trận nếu là dùng để đối phó với kim cương đại soái. Vậy lực phá hoại nhất định phải đạt được khai khiếu cảnh mới được. Vũ Văn Hống vội vàng bạo phát toàn lực, nhất thời chống lại trận pháp đè ép. Chiến lực của hắn lại là cấp bậc khai khiếu cảnh, trận pháp này quả thực cho hắn áp lực, nhưng muốn trấn áp hắn, vậy cũng đừng hòng mơ tưởng. Ầm, um, âm, um, ầm, um, hắn không ngừng ra tay, lực lượng cuồng bạo trùng kích, chỉ là vài giây mà thôi, tất cả trận cơ đều đang chấn động. Sau đó có một cây bay ra, nhất thời, uy lực của trận pháp trong nháy mắt biến mất. Vũ Văn Hống vọt ra, một quyền đánh ngược về phía Lăng Hàn. "24 giây." Lăng Hàn thản nhiên nói, cũng không né tránh. Vũ Văn Hống hơi ngừng lại. "24 giây, hắn dùng 24 giây mới phá vỡ được trận pháp." Nói cách khác, Lăng Hàn sao có thể chống đỡ hắn 10 giây, một lần lật người cũng không có. Hắn phiền muộn vô cùng, điều này dĩ nhiên không phải là chiến lược của Lăng Hàn tốt như thế nào khiến cho hắn cảm thấy rất oan. lại cảm ơn lang hàn đi tới thu vào năm viên bảo quả sinh mạng hắn đã sớm ăn hết một quả sinh mạng hiện tại đang phát huy hiệu quả có sức sống sinh mạng cuồn cuộn lưu truyền ở trong cơ thể hắn chữa trị đạo cơ của hắn còn chơi nữa hay không lang hàn cười nói thấy gương mặt vũ văn hống và tứ hoàng tử của yêu tộc đều trầm xuống hắn cười nói ta bảo đảm không lại bầy trận nữa tới đi tứ hoàng tử của yêu tộc nói nếu như không đánh tới vậy hôm nay thực sự mất mặt ném về đến nhà. Hắn lại ném ra năm bảo quả sinh mạng, hắn cũng không tin, Lăng Hàn còn có thể có thủ đoạn gì. Trên mặt Vũ Văn Hống có phần không nhịn được, hắn đã ba lần ra tay uổng công, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Lăng Hàn một hồi. Sau đó, hắn đột nhiên ra tay, đánh về phía Lăng Hàn một trường. Hai tay Lăng Hàn đặt ra sau lưng, hoàn toàn không có ý tứ né tránh hoặc là chống đỡ. Muốn chết, Vũ Văn Hống cười lạnh, mặc cho hắn ra tay đánh, cho dù là cường giả khai khiếu cảnh cũng không chịu được hắn mấy chiêu ngươi cho rằng mình là lão quái tầm bí cảnh sao ầm ừ, một trường đánh tới nguy rồi sao có thể chống đỡ được lăng hàn là đang tự tìm đường chết sao tất cả mọi người lắc đầu lần này thật sự là trả giá quá lớn cái gì nhưng ở trong một nháy mắt tiếp theo tất cả mọi người đều giật mình tới há hốc miệng chỉ thấy trên người lăng hàn có ánh sáng màu vàng rực rỡ di chuyển hóa thành một hộ thuẫn bảo vệ hắn ở trong đó cứng rắn chống đỡ một đòn này của Vũ Văn Hống. Sao có thể như vậy được, Lăng Hàn không phải chỉ có hoán huyết cảnh sao, nhìn lại dáng vẻ hắn khí huyết suy bại, tóc hoa dâm, hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều sinh mạng bản nguyên, cho nên hắn mới có thể cần bảo quả sinh mạng. Dưới loại trạng thái suy yếu này, hoán huyết cảnh lại có thể cứng rắn chống đỡ công kích mạnh mẽ của khai khiếu cảnh. chương 3797, huyết khí ngưng đế một Làn sao có thể tin được, bảo giáp, Vũ Văn Hống cắn răng, Hắn là người trong cuộc, tất nhiên hiểu rõ ràng, ánh sáng màu vàng này không phải là từ trên người Lăng Hàn phát ra, mà là trang phục của hắn. Vốn nhìn qua rất bình thường, nhưng bây giờ lại khác, có đường vân huyền ảo hiện lên. Đây là trận vách đá dựng đứng, vẽ thế nào, Lăng Hàn sử dụng máu tươi của mình, có thể coi như là mực nước cấp bậc cực cốt cảnh. Cái này tuy rằng không thể chống lại chiến lực khai khiếu cảnh, nhưng chỉ chống đỡ 10 giây đồng hồ, lại là dư giả. Mấy ngày qua hắn chuẩn bị chính là tạo ra trận vách đá dựng đứng một hai ba bốn lăng hàn còn đang đếm thời gian vũ văn hống hét lớn một tiếng toàn lực công kích về phía lăng hàn chỉ thấy ánh sáng màu vàng hình thành hộ thuẫn trong nháy mắt lại xuất hiện từng vết dạn nứt nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không vỡ nát có thể kiên trì được thêm một lúc nữa bảy tám chín mười lăng hàn đếm cho dù hắn đếm tới mười hộ thuẫn ánh sáng màu vàng vẫn không có nghiền nát tuy rằng cũng sắp nhưng hắn quả thực lại chống đỡ nổi 10 giây, trận vách đá dựng đứng, xứng đáng với cái tên gọi của nó. Vũ Văn Hống ngừng tay lại, trong lòng có một vạn con ngựa chạy qua. Có thể như vậy sao? Đây là đối thủ nát gì chứ? Căn bản không nói thực lực với ngươi, trước sử dụng trận pháp, giờ lại dùng bảo y. Tuy rằng cái nào cũng chỉ có thể tạm thời chống đỡ được hắn, nhưng ai bảo hắn trước đó đã nói, chỉ cần Lăng Hàn chống đỡ 10 giây là đủ rồi. Cái này gọi là mua dây buộc mình, Lăng Hàn cười ha hà đa tạ, đa tạ em gái ngươi, trong lòng Vũ Văn Hống phỉ nhổ, nhưng hắn chính là Minh Văn Cảnh, không biết xấu hổ bảo một hoán huyết cảnh cùng hắn buông tay đánh một trận sao. Vậy còn có xấu hổ hay không? Lăng Hàn thu hồi bảo quả trước, sau đó nhìn về phía tứ hoàng tử của yêu tộc, nói. Có muốn lại chơi một lần cuối cùng hay không? Tứ hoàng tử của yêu tộc sắc mặt thối đen, hiện tại hắn biết, Lăng Hàn chính là tới lừa gạt bảo quả sinh mạng. Nếu như mình nói đáp ứng, gia hỏa này khẳng định lại dùng tới chiêu thuật cổ quái gì đó ngươi thật sự cho rằng ta xem tiền như rác sao lăng hàn cười ha hả nói như vậy đi lần này ta bảo đảm chỉ dùng thực lực của bản thân như thế nào không cần trận pháp không cần bảo khí không mượn ngoại lực thật sự sao tứ hoàng tử của yêu tộc hỏi hắn thật sự không cam lòng bị lăng hàn gài bẫy nhiều lần như vậy đương nhiên lăng hàn cười nói chỉ có điều lần này tiền đặt cược lại phải lớn hơn một chút ngươi đặt cược số bảo quả sinh mạng còn lại, nếu như ta thất bại, lại trả lại tất cả những thứ thắng được trước đó của ngươi cho ngươi." Tứ hoàng tử của Yêu tộc ngược lại có chút do dự, bởi vì Lăng Hàn biểu hiện quá mức tự tin, Tứ hoàng tử đáp ứng hắn, Vũ Văn Hống lại chen vào nói một câu, hắn cũng không tin, ở dưới tình trạng không có ngoại lực trợ giúp, Lăng Hàn có thể chống đỡ được hắn 10 giây. "Được." Tứ hoàng tử của Yêu tộc chậm rãi gật đầu, "Lại là 10 giây." Tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn, sau đó lại nhìn Vũ Văn Hống, cảm thấy thấp thỏm lo lắng. lang Hàn tuyệt đối không phải là người ngu, ngược lại, hắn thông minh vô cùng, nhiều lần lấy ra thủ đoạn. Đầu tiên là một con heo, tiếp lại là một nữ hài tử. Sau đó bản thân hắn trước sau dùng ra trận pháp, bảo giáp, đã chống đỡ Vũ Văn Hống 40 giây. Một lần 10 giây nữa hình như cũng không có cái gì kỳ quái. Lần này khác, không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, muốn chống đỡ được 10 giây, khó như lên trời. Thậm chí sẽ đưa tiến cả tính mạng cũng không chừng. Có người nói, vậy Lăng Hàn tại sao lại muốn chủ động khiêu khích? Có người không giải thích được, có thể là đắc y vinh váo, cũng có thể là vì bảo quả sinh mạng muốn thử một chút. Cũng đúng, nếu như mang tới trước mặt ta nhiều bảo quả sinh mạng như vậy, ta cũng nguyện ý liều mạng một lần. Ở trong tiếng bàn luận của mọi người, Vũ Văn Hống lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Âm, hắn trực tiếp sôi trào huyết khí. Mỗi lần xuất thủ, Hắn phải lấy thế giống như Lôi Đình Vạn Quân giết chết Lăng Hàn. Phải nói cho những nhân tộc nhỏ bé này biết, so với yêu tộc, nhân tộc kém rất xa. Lăng Hàn không dám khinh thường, cũng sôi trào huyết khí. Ầm, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, có ánh sáng kim cương rực rỡ lưu chuyển, hóa thành một hình người, giống như đế vương viễn cổ, tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Ngũ biến, huyết khí ngưng tụ thành người, nhưng Lăng Hàn không có khả năng là ngũ biến, cũng không phải là lục biến, mà là thất biến huyết khí này ngưng tụ thành tuy rằng vẫn là một hình người nhưng ở trên phương diện khí thế lại vượt rất xa vũ văn hống không khỏi thoáng lộ ra một vẻ khiếp sợ hắn nhíu mày cũng không lập tức ra tay mà chỉ nói huyết khí ngưng đế ngươi là lục biến ngũ biến chỉ là ngưng tụ ra người khí thế làm gì có được sự đế vương kinh khủng như vậy a à, lang hàn hơi kinh ngạc nhãn lực không tệ hừ vũ văn hống ngạo nghế ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới đạt tới lục biến sao có người nói, trong 10 người đạt được 20 mạch, cũng chỉ có một người có thể thành tựu lục biến. Nhưng cái tỷ lệ này mặc dù có hơi thấp, người có thể đạt tới đến 20 mạch thật ra cũng không ít. Đế đô chỉ ít cũng có 2-30 nà, cho nên, thế nào cũng có 2-3 người đạt được lục biến. Yêu nghiệt giống như Hồng Thiên Bộ khẳng định vượt qua, yêu tộc rất mạnh, trình độ võ đạo chỉnh thể có khả năng còn vượt lên trên nhân tộc. Bởi vậy thiên tài của bọn họ đã từng đạt được lục biến khẳng định phải càng nhiều hơn. Lang Hàn cười, hắn không có khả năng là lục biến mà là thất biến đây cũng là độ cao không người nào có thể đạt được còn dẫn động thiên địa dị tượng hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói ra để tất cả người đời cho rằng hắn là sáu biến sẽ tốt hơn không cần thiết ra như vậy danh tiếng đến đây đi hắn ngoắc ngoắc ngón tay vũ văn hống lộ ra nụ cười tàn nhẫn tự tay giết chết một thiên tài lục biến cảm giác rất có thành tựu Vèo, hắn bất chợt vọt ra người chưa tới một tiếng gào giết đã vang lên trước Ngang, tiếng động kinh thiên động địa, đáng sợ vô cùng, đây cũng không phải là đơn giản gào lên một tiếng, mà là mang theo lực uy hiếp vô cùng khủng khiếp, tốc độ chuyển động dường như còn vượt qua sóng âm. Chương 3798, huyết khí ngưng đế 2. Sư tử hống, lăng hàn hừ một tiếng, tâm niệm thoáng động, huyết khí trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình người lập tức lao về phía Vũ Văn Hống. Một trong những đặc điểm của hoán huyết cảnh, chính là huyết khí ngưng tụ thành sát khí vốn có hiệu quả trấn áp lòng người lực uy hiếp này đối với minh văn cảnh tất nhiên cực kỳ bé nhỏ nhưng lăng hàn chính là thất biến tu luyện đến cảnh giới này thậm chí dẫn động thiên địa dị tưởng. nếu nói khí thức huyết sát của hắn không có chỗ nào đặc biệt bản thân lăng hàn cũng không tin ầm um, sát khí lao ra đây là khí tức trên ý nghĩa nào đó mà nói nó với niệm lực không khác biệt là mấy tốc độ vượt xa so với âm thanh hắn bước nhỏ về phía trước huyết khí ngưng tụ thành hình người một quyền đánh ra đập về phía vũ văn hống Vũ Văn Hống cười diễu cợt, lục biến ngưng tụ huyết khí thành đế, trong sát khí đánh ra, giống như khí thức nghiền ép của đế vương. Điều này quả thật rất trâu bỏ ép, ngay cả vài cực cốt cảnh yếu ớt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hắn là ai, chẳng những là cường giả minh văn cảnh, cũng tu luyện đến lục biến. Huyết khí ngưng đế, còn cần phải lưu ý sao? Hắn dứt khoát nghênh đón, hắn tin tưởng mình vừa gầm lên, lang hàn nhất định sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Như vậy hắn lại bổ sung thêm một chiêu, có thể trực tiếp đưa tiến đối phương lên đường. Đây là thực lực nghiền ép, ầm, um, sát khí đáng sợ kéo tới, Vũ Văn Hống không khỏi bị kìm hãm, trên mặt lộ ra vẻ si ngốc rõ ràng. Sát khí này quá kinh khủng, khiến cho hắn cũng bị ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể chịu ảnh hưởng? Chỉ có điều Vũ Văn Hống dù sao cũng là Vũ Văn Hống. Sát khí đáng sợ như thế cũng chỉ khiến cho hắn thoáng chịu sự ảnh hưởng, nhưng lại lập tức hồi thần. Dù sao hắn cũng là tồn tại Minh Văn Cảnh, ba bốn năm lang hàn đang số chỉ một chút như thế đã dùng hết phân nửa thời gian vũ văn hống cười lạnh nếu hắn hắn chịu thiệt một lần làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ dưới chân hắn lại điểm một cái ầm hắn phát ra tốc độ gấp bốn lần vận tốc âm thanh thật nhanh lang hàn giơ tay lên một cái veo một đạo hàn quang lập tức bắn về phía vũ văn hống gấp sáu lần vận tốc âm thanh trên mặt vũ văn hống không khỏi xẹt qua một vẻ khiếp sợ Hình như hắn không tin Lăng Hàn có thể phát ra tốc độ công kích gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Nhưng hắn lập tức liền làm ra phản ứng, hắn há miệng một cái, phun ra một đoàn lửa cháy mạnh. Năng lượng cấp độ cao, lửa cháy mạnh vô cùng đáng sợ, phi kiếm đi qua, chính là bị cứng rắn thiêu đốt mềm hóa. Vút, tuy rằng vẫn đánh vào trên người Vũ Văn Hống, nhưng mất đi hiệu quả sắc bén, uy lực tất nhiên là giảm bớt đi rất nhiều. Thân hình Vũ Văn Hống gần như không dừng lại, vẫn xông về phía Lăng Hàn. Đây mới là dây thứ sáu, Vũ Văn Hống giơ quyền phải lên thật cao, trong ánh mắt có một tia luyến tiếc nhân tài. Có thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn, thậm chí còn buộc hắn dùng ra tuyệt chiêu, tiểu tử nhân tộc này quả thực không đơn giản. Nếu như hắn là yêu tộc, Vũ Văn Hống không ngại dìu dắt một chút. Nhưng bây giờ, đi tìm chết, một quyền của hắn hạ xuống, không chút lưu tình, lang hàn gào to một tiếng, thân hình lui về phía sau, hai tay huy động liên tục. Lôi quang quyền, veo 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 veo. veo. Tốc độ quá nhanh, khắp bầu trời đều là từng quyền ấn. Ầm ầm ầm, những quyền ấn dẫn đầu đón nhận sư tử hống, nhất thời giống như bị đè ép, cuối cùng lại hoàn toàn thay đổi hình thái. Mọi người nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, không khỏi kinh hãi. Hóa ra uy lực Vũ Văn Hống vừa gầm lên đúng là đáng sợ như thế. Ngươi trốn không thoát, Vũ Văn Hống cười lạnh nói, tốc độ của hắn lại gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Làm Hàn chỉ gấp hơn 2 lần một chút, chỉ cần 1 2 giây là có thể đuổi kịp. Lăng Hàn thần sắc tự nhiên, lôi quang quyền không ngừng đánh ra. Giây thứ bảy, giây thứ 8, giây thứ 9, lôi quang quyền vẫn tạo thành một ít ảnh hưởng cho Vũ Văn Hống. Nhưng ở giây thứ 9 gần kết thúc, Vũ Văn Hống vẫn sông ới trước mặt Lăng Hàn, một quyền chém ra. Lúc này, Lăng Hàn không thể lui lại được nữa. Đồng tử của Lăng Hàn căng thẳng, đã vận chuyển đồng thuật. Công kích của Vũ Văn Hống lập tức trở nên vô cùng chậm rãi, khiến cho hắn nhìn không thấu. Hắn lập tức chém ra quyền phải, đánh về phía điểm yếu nhất trong công kích của Vũ Văn Hống. Yêu hầu quyền, tần suất công kích 30 tầng, không, 40 lần điệp lực. Sau khi bước vào thất biến, hắn ở trên phương diện vạn dụng yêu hầu quyền cuối cùng lại có đột phá lớn. ầm um, một con yêu hầu đáng sợ xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, hung tàn hung bạo. Vũ Văn Hống nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì, Lăng Hàn lại có thể có thể sử dụng ra quyền pháp kinh khủng như vậy. Hơn nữa, vẫn hiển hóa ra hình thái yêu hầu viễn cổ ầm um, nắm đấm của lăng hàn đã cùng thiết trưởng của vũ văn ầm ầm va chạm vào nhau nhất thời di chuyển ra sóng vây khủng khiếp hình như muốn xé rách cả vòng trời thật đáng sợ đây là chiến lược khai khiếu cảnh tất cả mọi người lắc đầu vốn cho rằng lăng hàn còn có thể chống đỡ tròn 10 giây nhưng sau khi nhìn thấy được uy năng của một đòn này ai cũng không còn có tâm tư may mắn nữa như vậy công kích hoán huyết cảnh làm sao có thể chống đỡ được phụt một luồng máu tươi bay ra chỉ thấy lăng hàn vẫn đứng vững vàng thân hình dường như một cây thương, đứng thẳng. Cái gì, hắn lại có thể chống đỡ được? Hai tay vỗ văn nắm chặt, trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này chỉ cần hắn lại bổ sung thêm một quyền, Lăng Hàn nhất định xong đời. Nhưng, 10 giây đã đến, bản thân hắn là thiên tài yêu tộc, tự nhiên là cần mặt mũi, làm sao có thể nói lời lại không giữ lời. Hơn nữa, hắn nếu muốn chơi xấu, này Lăng Hàn cũng có thể lại vận chuyển món bảo y đó, cũng có thể đỡ công kích của hắn hắn lại không biết, trận vách đá dựng đứng này Lăng Hàn chỉ là dưới tình hình khẩn cấp lấy ra, uy lực thực có hạn. Sau khi đỡ được công kích 10 giây trước đó, rất nhiều trận văn liền tự mình vỡ nát, mất đi tác dụng huy động đại thế của thiên địa. Cho nên, trận vách đá dựng đứng chỉ dùng được một lần. Nhưng Lăng Hàn cũng không phải không có lá bài tẩy, hắn còn có thể trốn vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô. Dĩ nhiên, có thể không lộ bí mật pháp khí không gian ra ngoài đương nhiên là tốt nhất nếu lộ ra, có khả năng sẽ làm cho đám người thất hoàng tử đều động tâm. Dù sao, pháp khí không gian vốn hiếm có, huống gì còn có thể chứa vật còn sống, còn có thể tăng cường lực tinh thần. chương 3799, Lão Thái Giám Vũ Văn nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn, ở thời khắc cuối cùng, đối phương vận dụng ra quyền pháp khiến cho hắn dường như mình nhìn thấy được một vị đại thánh yêu tộc. Nhưng rõ ràng, trong yêu tộc bọn họ chỉ có hoàng thất mới là yêu hầu tộc. Vô cùng cổ quái, cũng chấn động kinh ngạc giống hắn còn có tứ hoàng tử của yêu tộc hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào lăng hàn trong ánh mắt có sự tham lam mãnh liệt đó là yêu hầu quyền yêu hầu quyền thật sự mà không phải là bản không trọn vẹn do lục nhĩ mi hầu tộc bọn họ nắm giữ hắn vô cùng khẩn cấp muốn có được tộc nho nhỏ lại dám học trộm tuyệt bí của yêu tộc ta hắn đi ra lộ vẻ uy nghiêm đáng sợ nói bất kể như thế nào hắn đều phải bắt lấy lăng hàn cướp đoạt yêu hầu quyền đối phương nắm giữ lại tới trước đó có ngũ hoàng tử yêu tộc như vậy hiện tại tứ hoàng tử này cũng vậy xem ra hầu ca truyền thụ bộ quyền pháp này rất lợi hại bao giờ cũng có thể khiến cho yêu tộc nổi lên lòng tham không biết xấu hổ phụ thân ta nắm giữ quyền pháp có quan hệ gì tới ngươi đại oa lập tức nhảy ra ngoài đúng có quan hệ gì tới ngươi tứ oa ngũ oa học theo ngũ hoàng tử yêu tộc hoàn toàn không để ý chút nào hắn tất nhiên xem thường chuyện đi lý luận cùng mấy nữ hài tử tuy rằng mấy nữ hài tử này thực lực mạnh đến mức quỷ dị nhưng còn chưa có tư cách để hắn xem làm đối thủ ở trước mặt yêu hầu quyền tất cả đều có thể không đáng kể tới lang hàn cười nhạt tiểu hầu tử nơi này chính là đế đô của nhân tộc người cũng dám quát tháo thì tính sao tứ hoàng tử của yêu tộc khinh thường nói người mạnh nhất ở đây cũng không quá khai khiếu cảnh sắp xỉ cùng hắn hắn mạnh mẽ bắt đi một người ai có thể chống đỡ được hắn phải vậy không một giọng nói già dặn vang lên chỉ thấy một lão nhân mặc trang phục thái giám bước chậm tới thái giám vậy khẳng định là từ trong hoàng cung đi ra nhưng một tên thái giám có thể phát huy tác dụng gì tứ hoàng tử của yêu tộc nhìn về phía lão thái giám nhíu mày lão thái giám này cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám làm càn ngươi là ai hắn hỏi lão thái giám gương mặt đầy nếp nhăn cũng không biết bao nhiêu tuổi mắt cũng không mở ra được hình như bất cứ lúc nào lão cũng có khả năng chết đi hắn nói chỉ là một lão nô ở bên cạnh bệ hạ mà thôi tứ hoàng tử của yêu tộc chưa từ bỏ ý định nói trung quy nên có một cái tên chứ ha ha lão nô chu kỳ tên này đã rất nhiều năm không dùng tới lão thái giám nói chu kỳ ở trong lòng tứ hoàng tử của yêu tộc thầm lặp lại một câu nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối chưa từng nghe qua cái tên này nào chỉ là hắn những người khác cũng vậy căn bản cũng không biết chu lão thái giám này có lai lịch gì người xem mấy hoàng tử cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt có khả năng trước đây bọn họ căn bản cũng chưa từng biết về một vị như vậy xin hỏi chu tiền bối có chuyện gì tứ hoàng tử của yêu tộc quyết định tiên lễ hậu binh hắn thực sự là nhìn không thấu được tu vi của lão đầu này cái này đây là nhân tộc đế đô không tới phiên yêu tộc quát tháo chu kỳ chỉ vào lăng hàn lại nói lão nô tràn đầy đồng cảm quyết định hoạt động xương già một chút cầu xin tứ hoàng tử tha cho không nên làm khó tiểu tử này Tứ hoàng tử của yêu tộc nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ, chậm rãi nói: "Nếu như bản hoàng tử không đáp ứng?" Chu Kỳ không nói gì, nhưng cái lưng vốn đang còng lại đột nhiên đứng thẳng lên. Trong nháy mắt, hắn tản ra khí thế đáng sợ, giống như một vị ma thần viễn cổ đột nhiên sống lại. Sắc mặt tứ hoàng tử của yêu tộc không khỏi tái nhợt. Thật may, hắn vốn chính là một mặt khỉ, lông xù, biến hóa này cũng không rõ ràng. Hắn không rên một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi các yêu tộc còn sót lại thấy lão đại đã đi, vội vàng đuổi theo. Ha ha, Chu Kỳ lại khôi phục dáng vẻ tuổi già sức yếu trước đó, nói. Trên đời này vẫn có nhiều người tốt, bất cứ việc gì cũng nên dĩ hòa vi quý. Hắn xoay người, cất bước đi, đừng thấy hắn bước từng bước một thong thả, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Chỉ là vài bước thôi đã không thấy bóng dáng nữa, đây là xúc địa thành thốn sao, người có hiểu biết run giọng nói, tiên pháp, không, đây chỉ là một chút xa lông của xúc địa thành thốn bằng không một bước chính là trăm dặm cho dù như vậy điều này cũng quá kinh khủng thảo nào có thể dọa cho hoàng tử yêu tộc sợ chạy mất mọi người đều nói mỗi người đều hiếu kỳ vô cùng trong hoàng cung lại còn che giấu một vị đại năng như thế lăng hàn cũng kinh ngạc hắn không nghĩ tới ngoại trừ trần phong viêm gia đế đô lại còn có cao thủ cường đại như thế thảo nào vị đế vương này dám yên tâm lớn mật bế quan nếu thật sự xảy ra chuyện Vị đại thái giám này sẽ ra mặt giải quyết. Hắn thu hồi bảo quả sinh mạng trên mặt đất, việc cấp bách tất nhiên là khôi phục đạo cơ, cố gắng bù đắp lại bản nguyên sinh mạng đã tiêu hao. Chỉ có điều, tất cả mọi người nhiệt tình kích động vây quanh. Lần này Lăng Hàn lại là đại anh hùng, một lần nữa bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc. Trên không hạm, tứ hoàng tử của yêu tộc không rên một tiếng, giống như bàn thạch. Điện hạ, chúng ta đi đâu bây giờ? Một yêu tộc đánh bạo hỏi. Hồi chiều tứ hoàng tử của yêu tộc phun ra hai chữ tới. Nhưng điện hạ, bệ hạ lần này là ích ra nghiêm lệch, bảo chúng ta tổn thương uy phong của nhân tộc. Nếu lại trở về như vậy, sợ rằng sẽ bị bệ hạ trách phạt. Hơn nữa điện hạ cũng sẽ mất yêu mến của bệ hạ. Một cận thần nói, nói thừa, tứ hoàng tử của yêu tộc hừ một tiếng. Lão thái giám này lại là tu vi tầm bí cảnh, làm thế nào tổn thương? Cái gì, đám người yêu tộc đều vô cùng kinh ngạc, tầm bí cảnh, làm sao có thể chứ? không phải nói người mạnh nhất nhân tộc cũng chỉ là khai khiếu cảnh sao. Thế nào đột nhiên lại nhảy ra một tầm bí cảnh, đây chẳng phải là cùng cấp bậc với bệ hạ sao, thực lực của nhân tộc cường đại hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Phải mau chóng quay về thông báo với Phụ Hoàng, thay đổi sách lược trước đó. Hiện tại trên dưới đế đô ngoại trừ nhiệt tình bàn tán về các loại cách thức của Lăng Hàn nhằm chống đỡ với 10 giây của Vũ Văn Hống ra, chính là đều đang hiếu kỳ về thân phận của Chu Kỳ.